Y đạo quan đồ trương nhất châm. chương 351, quá trình. Vương bá hành hơi nổi da gà, nếu cứ như vậy, cuộc điện thoại tiếp theo không chừng sẽ là của Phó Thủ tướng Văn. Gã cười nói tỉnh trưởng Tống, trước mắt đã tìm thấy nhân chứng rồi, tôi sẽ thả người ra ngay lập tức. Tống Hoài Minh nói, tìm được nhân chứng rồi. Vâng, ai thế? Bí thư cố. Chiếc cửa sắt được mở ra, Trương Đức Phóng cười hỉ hả đi vào, gã đến bên cạnh Trương Dương, cười hà hà nói, lão đệ à, anh ấy à, anh ấy à, việc gì phải thế chứ? Trương Dương vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn Trương Đức Phóng một cách khó hiểu, anh cười dạng dỡ thế này, gặp phải chuyện gì tốt rồi. Chẳng phải là vì chuyện của anh hay sao, tối qua anh ăn cơm ở nhà bí thư cố, sao anh không nói? Trương Dương ngớ người, suy nghĩ đầu tiên của hắn là, cố gia đồng nhất định đã vì hắn, nói tất cả sự việc tối qua ra rồi, Nghĩ đến việc cố giai đồng có thể sẽ phải chịu đựng những lời dị nghị và áp lực, lòng Trương Dương cảm thấy cảm động vô cùng, nhưng cùng lúc đó, hắn lại nghĩ tới việc liệu chuyện này sẽ gây nên sức chấn động như thế nào. Trương Đức Phóng nhìn Trương Dương ngơ ngác, vỗ vào vai hắn rồi nói, sao thế? Anh bị ngố à? Audio điện tử võ tấn bền. Trương Dương cười. Trương Đức Phóng nói, chú tôi tối xử với cậu thật tốt, là bí thư tỉnh ủy mà lại đứng ra làm nhân chứng ngoại phạm cho cậu, cậu may lắm đấy. Cái gì, trương dương như bị rơi vào trong sương mù vậy? Đây là chuyện gì cơ chứ? Cố Doãn Chi trở thành nhân chứng ngoại phạm cho trương dương, nhưng tối qua rõ ràng hắn đã ở cùng với cố gia đồng. Có điều trương dương đã nghĩ ra rất nhanh, chắc chắn cố gia đồng đã thú nhận với cha sự việc tối hôm qua và đã được ông tin tưởng. Bí thư cố suy xét mọi cách, vừa muốn cứu hắn ta ra vừa không muốn mối quan hệ của cố giai đồng và trương dương bị lộ ra trước mắt mọi người vì thế ông đã quyết đoán đứng ra người làm chứng như cố doãn chi thì đúng thật nặng đo chẳng ai hoài nghi tính chân thực của nó nói một cách chính xác là chẳng ai dám hoài nghi thậm chí điều tra thêm về việc đó cũng không ai dám làm đây chính là uy tín bí thư cố có uy tín rất cao ở bình hải ít nhất là trước khi ông ta rời khỏi cương vị chẳng ai dám đi nghi ngờ ông ta trương đức phóng cười nói còn không đi à chẳng lẽ cậu thích ở chỗ này rồi sao trương dương nói có thằng ngốc mới muốn ở lại đây trương đức phóng nói thực ra lúc bắt đầu cậu nói chuyện cậu ở nhà bí thư cố tối qua ra thì chẳng đến mức phiền phức thế này trương dương nói tôi sợ ảnh hưởng không tốt trương đức phóng cười câu này của trương dương làm anh ta nghĩ đến chuyện khác đó là việc của trương dương và cố giai đồng anh ta không dám nói nhưng chẳng ai quy định anh ta không được nghĩ như vậy trương đức phóng nói lần này thì hay rồi có bí thư cố làm chứng, cậu không sao nữa rồi. Trương Dương gật đầu nói, tại sao hai trợ thủ của Triệu Quốc Lương lại nói tôi là thủ phạm? Trương Đức Phóng nói, việc này đúng là đang tồn tại một mối nghi ngờ lớn, theo tình hình bọn họ nói, thì lúc đó tốc độ xe ít nhất là 50 km, chiếc xe Jeep không bật đèn, trong xe tối thu, với tốc độ như vậy mà họ lại nhìn ra được người lái thì thật là lạ. Trương Dương nói, bây giờ anh bắt đầu phân tích rồi, lúc bắt tôi vào sao anh không phân tích đi? Trương Nước Phóng cười hì hì nói, phải có một quá trình tư tưởng chứ. Triệu Quốc Cường nghe được tin Trương Dương đã bị phóng thích, anh ta không thể khống chế nổi cảm xúc của mình, hét lớn, làm cái trò gì thế? Tại sao họ lại thả hung thủ giết người chứ? Con đi tìm bọn họ tính sổ. Chủ tịch tập đoàn Thái Hồng Triệu Vĩnh Phúc ngăn con trai lại, giọng ông ta đã khàn. Bí thư tỉnh ủy Bình Hải là nhân chứng ngoại phạm cho Trương Dương, Cố Doãn chi làm chứng thì sao chứ? Chẳng lẽ bí thư tỉnh ủy lại không đưa ra chứng cứ giả ư? Việc này chỉ cần đi điều tra là biết rồi, ra vào nơi ở của tỉnh ủy đều có chế độ đăng ký nghiêm ngặt, còn không tin rằng cả buổi tối Trương Dương đều ở trong nhà cố doãn chi. Triệu Vinh Phúc cắn môi nói, Quốc Cường, giờ đây việc quan trọng nhất là phải an táng cho em trai con, những việc khác thì để tính sau. Cha, em con không thể chết một cách âm ước vậy được, con phải đòi lại công bằng cho nó. Triệu Vĩnh Phúc nói, chúng ta cần phải tin tưởng vào năng lực phá án của công an Bình Hải, cố Doãn Chi đã đứng ra làm chứng, thì cha tin rằng ông ta sẽ không nói dối. Cha, con phải đi đến cục công an Quảng Thịnh, xem rốt cuộc là có chuyện gì. Triệu Vĩnh Phúc nói, ngày mai hỏa thiêu, hỏa thiêu xong, chúng ta sẽ mang cho cốt quốc lương về Vân An. Ông ta dừng một lúc rồi lại nói, cha vẫn chưa nói chuyện này với mẹ con. Lý Thành đứng ở con đường trước cục công an khu Quảng Thịnh, gã không biết tại sao cảnh sát lại đưa gã đến đây, lúc này trời đã nhá nhem tối, màn đêm sắp sửa buông xuống, Lý Thành nói với Trương Đức Phóng các anh bảo tôi đến đây để làm gì. Trương Đức Phóng vỗ vai gã, lúc này một chiếc xe jeep lao vào từ trong nhà để xe ra, xông về phía họ, Lý Thành giật mình hét lên một tiếng, hai mắt trừng trừng, lộ ra vẻ khiếp sợ. Khi chiếc xe lái đến trước gã khoảng 5 mét, rồi lại quay vòng lại, vòng qua họ, tạo thành một vòng trong trương đức phóng bịt chặt hai mắt của lý thành đến khi hai nhân viên cảnh sát trên xe bước xuống mới bỏ tay ra hai người cảnh sát không mặc đồng phục một người mặc áo màu đỏ một người mặc áo màu đen rất dễ phân biệt trương đức phóng cười nói lý thành vừa nãy ai lái xe lý thành ngơ ngác sự việc vừa rồi quá đột ngột gã không kịp nhìn rõ trong xe đột nhiên gã hiểu ra mục đích của trương đức phóng gã nhìn hai cảnh sát trước mắt một lúc lâu sau mới chỉ người mặc áo đen là anh ta Trương Đức Phóng cười ha ha, anh ta vẫy vẫy tay, chiếc xe Jeep lái đến, người lái xe là một nữ cảnh sát. Trương Đức Phóng nói, giờ trời vẫn chưa tối, tốc độ xe mới ở dưới 40, mà anh còn không nhìn rõ người lái xe là nam hay nữ. Tôi thấy thật kỳ lạ, lúc 1 giờ 30 phút, làm sao anh nhìn rõ được tình hình trong xe nhỉ? Lý Thành toát mồ hôi hột, gã không ngừng lau mồ hôi. Trương Đức Phóng nói, Lý Thành, tối qua khi chiếc xe Jeep xông về phía các anh, anh không hề nhìn rõ người lái xe là ai, anh đang vô cáo cho Trương Dương. Lý Thành lắc mạnh đầu nói, tôi không có, tôi. Trương Đức phóng nghiêm giọng nói, giờ đây anh phải nói thật với tôi, rốt cuộc anh có nhìn rõ người lái xe là ai không? Lý Thành lộ ra vẻ sợ sệt, Trương Dương đã từng nói xe giết chết Triệu Tiên Sinh, chiếc xe đó là của hắn ta, tôi còn nhớ biển xe, người lái xe nhất định là hắn ta. Trương Đức phóng nói, anh thử nghĩ kỹ lại chuyện tối qua xem chiếc xe Jeep đó là của Trương Dương, biển số xe cũng không sai, vì thế anh dựa vào kinh nghiệm, đưa ra kết luận, người lái trong xe chính là Trương Dương, có phải không? Sắc mặt Lý Thành thay đổi, gã không cố ý vụ oan cho Trương Dương, nhưng từ lúc sự việc xảy ra gã đã cho rằng hung thủ là Trương Dương, giống như Trương Đức Phóng nói vậy, kinh nghiệm không chỉ đã khống chế đầu óc gã, mà còn khống chế cả con mắt gã, trong lòng có một loại tiềm ý thức đang nhắc nhở hắn rằng, người lái xe chính là Trương Dương, trên thực tế gã không hề nhìn rõ người lái xe là ai trương nước phóng ngày càng nói ép lúc đó lái xe mặc áo gì lý thành lắc đầu đau khổ gã rụi rụi mắt nói tôi tôi không nhìn rõ tôi nghĩ đó là trương dương mặt trương nước phóng lộ ra một nụ cười đắc ý anh ta nói với hai trợ thủ giúp anh ta khai một bản khẩu cung mới khi triệu quốc cường đến phân cục quảng thịnh trương nước phóng đã hoàn thành xong việc xét hỏi lý thành căn cứ trước mắt rất có lợi cho trương dương đây không phải là vì anh ta bênh Trương Dương, với sự hiểu biết của Trương Đức Phóng về Trương Dương, Trương Dương là một người rất ít khi hàm hồ khi làm việc, lái xe của mình để đâm triệu quốc lương, đó thật sự là một hành động ngu ngốc, Trương Dương sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm này. Trước đó Trương Đức Phóng chưa từng gặp mặt Triệu Quốc Cường, khi Triệu Quốc Cường bước vào phòng làm việc của anh ta, đầu tiên đã tự giới thiệu bản thân, có lẽ là vì lời của cha anh ta đã có tác dụng, giờ đây Triệu Quốc Cường đã bình tĩnh lại rất nhiều, lý trí hơn rất nhiều. Trương Đức Phóng khi biết được thân phận của Triệu Quốc Cường, rất khách khí với anh ta, một là vì thân phận bối cảnh đằng sau Triệu Quốc Cường, còn một nguyên nhân quan trọng nữa, đó là vì anh ta cũng nằm trong hệ thống công an. Triệu Quốc Cường nói, Trương Cục, tôi đến đây là muốn hỏi về tình hình tiến triển của vụ án. Trương Đức Phóng nói, chiếc xe gây án đã tìm được rồi, nhưng chiếc xe đã nát lắm rồi, không tìm được quá nhiều đầu mối từ trong đó. Chiếc xe đó là của Trương Dương sao? Trương Đức Phóng gật đầu nói, Biển Bình Hải A12345, đúng là chiếc xe Jeep của Trương Dương. Vậy tại sao các anh lại thả hắn ta ha? À? Trương Đức Phóng cười nói, Trương Dương đã tìm thấy được nhân chứng ngoại phạm, hơn nữa thông qua thẩm tra của chúng tôi, phát hiện ra hai trợ thủ của người chết đang nói dối. Triệu Quốc Cường trao trao mày. Trương Đức Phóng nói, theo tình hình mà họ miêu tả, lúc đó tốc độ xe phải tầm 50 km, điều này cũng được xác nhận thông qua những vết tích trên thi thể nạn nhân lúc đó là 1 giờ 30 sáng, với tốc độ xe như vậy, họ không thể nhìn rõ người ngồi trong buồng lái là ai, nói một cách khác, họ cho rằng Trương Dương là hung thủ, cũng chỉ là phán đoán dựa trên kinh nghiệm thôi, vì chiều ngày hôm đó, Trương Dương và em trai anh có phát sinh một số xung đột. Triệu Quốc Cường cố gắng nén sự tức giận trong lòng nói, Trương Cục, tôi nghĩ có lẽ cách anh đã đi lầm phương hướng rồi, sự việc quan trọng nhất trước mắt là, cần phải điều tra xem ai là người đã hại chết em trai tôi, chứ không phải là để gột sạch cái mác nghi phạm của Trương Dương. Câu này làm cho Trương Đức Phóng rất khó chịu, anh ta trao mày nói, Triệu Tiên Sinh, tôi nghĩ anh vẫn chưa hoàn toàn hiểu ý tôi, Trương Dương và chuyện này không có liên quan gì cả, anh ta cũng là một người bị hại thôi. Trương Dương đã do dự rất lâu, rồi vẫn quyết định đến cố ra, nói lời cảm ơn trước mặt bí thư tỉnh ủy cố, đến cố ra, thì được thông báo rằng, cố Doãn Chi đã về phòng nghỉ rồi, giờ đây mới 8 giờ tối, Cố Doãn Chi rõ ràng không muốn gặp hắn, Trương Dương chẳng còn cách nào, chỉ đành cáo từ. Cố Gia Đồng tiến hắn đến trước cửa, nhỏ nhẹ nói, thấy anh Bình An quay về là em yên tâm rồi. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong lòng có vạn lời muốn nói, nhưng từ ánh mắt của hai người đã hiểu ý đối phương muốn nói gì, toàn bộ đều hòa vào nụ cười ấm áp. Trương Dương ngẩng đầu nhìn ánh đèn phòng đọc sách của Cố Doãn Chi, nhẹ nhàng nói, em cũng về nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai anh thu dọn đồ đạc về Giang Thành rồi. Trải qua sự việc của Triệu Quốc Lương, Trương Dương ý thức được Đông Giang không phải là nơi ở lại được lâu, vẫn phải nhanh chóng về đến Giang Thành, rời khỏi Đông Giang. Cố Gia Đồng gật đầu nói, anh về cũng tốt, gần đây em có lẽ không có thời gian đi qua đó, đợi đến khi cha em nghỉ hưu, em phải cùng ông về Tây Tiều để ổn định cuộc sống cho ông. Trương Dương nói, khi hai người về Tây Tiều, anh cũng sẽ qua đó. Nói đến đây, hắn lại ngước đầu nhìn ảnh đèn trong phòng sách trong lòng thầm nghi không biết cố doãn chi có đồng ý hay không cố giai đồng nói đến lúc đó tính sau anh về đi nghỉ đi trương dương đi bộ theo con đường nhỏ khi đi qua nhà tống hoài minh hắn dừng bước ngày mai hắn đã đi rồi có nên vào chào ông một câu hay không thật ra hắn thật sự rất muốn biết tống hoài minh nghĩ thế nào về hắn đến cảnh giới như tống hoài minh từ một chỗ nào đều tìm ra được chỗ không đúng cố doãn chi làm chứng cho hắn liệu có làm cho ông ấy nghĩ đến điều gì hay không? Trương Dương đến trước cửa đi đi lại lại một hồi, cuối cùng vẫn không vào nhà, nhưng khi hắn đang rời khỏi cánh cửa khu người nhà tỉnh ủy, thì lại gặp phải hai vợ chồng Tống Hoài Minh đi bộ về. Liễu Ngọc Doanh thấy Trương Dương, ngạc nhiên nói Trương Dương. Cậu đến từ lúc nào thế? Sao không gọi điện thoại trước? Trương Dương còn chưa kịp nói, thì đã nghe thấy Tống Hoài Minh nói cậu ta đến để cảm ơn bí thư cố đấy trương dương bị tống hoài minh nói trúng tim đen trên mặt hơi thoáng đỏ vị nhạc phụ đại nhân này quả thật tinh nhanh trương dương cười nói lần này nếu không phải có bí thư cố làm nhân chứng thì có lẽ cháu đã trở thành phạm nhân giết người rồi tống hoài minh nói thật ra sự việc rất đơn giản chẳng qua bị cậu làm cho phức tạp lên thôi ngay lúc đầu nói sự thật ra có phải hơn không trương dương chỉ cười cháu sợ người ta nói ra nói vào tống hoài minh cười không nói gì liễu ngọc doanh nói trương dương vào trong nhà ngồi đi trương dương cảm thấy tống hoài minh hơi khó chịu với hắn từ ánh mắt của ông mặc dù trương dương không chắc có phải là do mình nhìn nhầm hay không nhưng hắn vẫn từ chối lời mời của liễu ngọc doanh muộn quá rồi cháu không làm phiền mọi người nghỉ ngơi nữa hắn nói tạm biệt với tống hoài minh thì phát hiện ra tống hoài minh đã đi trước rồi liễu ngọc doanh hơi ngại ngần cười với trương dương chú tống của cháu gần đây không được vui sự việc của sân vận động Đông Giang làm cho ông ấy không dễ thở. Trương Dương nói, dì Liễu, ngày mai cháu về Giang thành rồi. Liễu Ngọc Doanh gật đầu, có thời gian rảnh cháu đến nhà gì chơi. Trương Dương rời khỏi nhà Tống Hoài Minh, hắn biết rằng Liễu Ngọc Doanh không hề nói dối. Tống Hoài Minh gần đây nhất định chẳng vui vẻ gì. Ở sự việc ở sân vận động Đông Giang, Tống Hoài Minh là tỉnh trưởng tỉnh Bình Hải. Không thể nào không quản, giờ đây đúng vào lúc đang giao thoa giữa cái cũ và cái mới. Cục diện Bình Hải đang đối mặt với một sự thay đổi lớn lao, sự xuất hiện của Kiều Trấn Lương làm cho nguyện vọng tiếp ghế cố doãn chi của Tống Hoài Minh không thành, mặc dù trên biểu hiện của Tống Hoài Minh vẫn rất bình thường. Nhưng trong lòng khó tránh khỏi sự buồn bã, sự việc sân vận động Đông Giang có thể nói là một lần giao đấu gián tiếp giữa Kiều Trấn Lương và Tống Hoài Minh, hai người chẳng ai có thể nói đến việc thắng lợi, nhưng ở việc này người có tác dụng lớn nhất là cố doãn chi. Cố Doãn Chi đã giải quyết việc này rất khéo léo với kinh nghiệm lâu năm của ông, làm cho những ảnh hưởng của sự việc này đối với Bình Hải rơi xuống mức thấp nhất, nhưng những hậu hỏa vẫn còn tồn tại, mặc dù bí thư cố đã khống chế được cục diện. Nhưng không giải quyết được vấn đề từ căn bản, vấn đề này giống như một quả lựu đạn đang được vùi lấp vậy, nó đã trở thành quả lựu đạn trước khi Kiều Trấn Lương đến Bình Hải, và đó cũng là một trở ngại giữa ông ta và Tống Hoài Minh. Trên đường về trường đảng, Trương Dương nhận được cuộc điện thoại hỏi thăm của Tần Thanh và Sở Yên Nhiên, tiếng thơm đồn xa, tiếng thối đồn càng xa, có một vài chuyện anh có muốn giấu cũng chẳng giấu được, may mà có bí thư Cố đã đứng ra chứng thật cho Trương Dương là thanh bạch. Lần đầu tiên Trương Dương cảm thấy mệt mỏi, gần đây không khí chính trị của Đông Giang quá sức nặng nề và áp lực. Nghĩ đi nghĩ lại thì thật là nực cười, lúc đầu khi Trương Dương rời khỏi Giang Thành, Giang Thành đang mưa to bão lớn. Đến Đông Giang hắn vốn muốn để bình tĩnh lại, không ngờ đến đây sự tranh đấu còn mãnh liệt hơn Giang Thành rất nhiều. Mặc dù đối trọi với người khác rất vui, nhưng cứ đấu đi đấu lại mãi, cũng phải có lúc mệt mỏi. Trương Dương rất muốn uống rượu, đang suy nghĩ xem đi đến đâu, phó cục trưởng phân cục Quảng Thịnh đã gọi điện đến, anh ta vừa mới tan ca, rất muốn tìm một chỗ uống vài chén. Hai người tâm đầu ý hợp, Trương Đức phóng cách Trương Dương không xa, bảo hắn đứng đợi chỗ cũ, 10 phút sau là lái xe đến đó rồi. Vì ngoài giờ làm việc, nên Trương Đức phóng đã thay quần áo thường, lái một chiếc xe Mitsubishi chẳng cũ cũng không mới, khi dừng lại gần chỗ Trương Dương trương dương mới nhận ra anh ta kéo cánh cửa xe ngồi vào nói lớn tôi còn đang tìm xe cảnh sát cơ đấy sao anh lại đổi xe rồi trương đức phóng nói làm người phải khiêm nhường chẳng lẽ tôi đi khỏi đồn cảnh sát rồi mà vẫn phải mặc đồng phục đến uống rượu với cậu sao trương dương dựa vào chỗ ngồi muốn ăn cái gì tối nay tôi mời trương đức phóng nói cậu không mời thì anh mời họa lớn mà không chết đấy thôi trương dương cười ha ha nói tôi là loại hồng phúc tề thiên Trương Đức Phóng khởi động xe, bên lão Bắc quan có một tiệm thịt đầu heo rất ngon, chỉ là môi trường hơi kém. Trương Dương cùng Trương Đức Phóng đến thịt đầu heo bạch ký, thịt đầu heo ở đây rất nổi tiếng, thường bán ra bên ngoài là chính. Bên cạnh còn có vỉa hè, nhưng với số lượng khách ở đây, họ đã đặt ra hơn 10 chiếc bàn nhỏ, và đặt cả một lò lửa lớn nữa, đang nướng gan, bán các loại thức ăn nhắm rượu. Trương Đức Phóng đi mua thịt đầu heo đến, bầy thịt đầu heo, bụng heo, ruột heo, gan heo, đuôi heo lên một chiếc đĩa, bên này, người bán hàng cũng đã bày đậu phụ thối lên. Vì không chuẩn bị rượu từ trước, nên hai người lấy hai chai rượu ở quầy bán, mỗi người một chai. Trương Đức Phóng cầm chiếc bát đen lên nói, nào, chúc mừng cậu đại nạn không chết. Trương Dương cùng bát với Trương Đức Phóng nói, cảm ơn anh. Trương Đức Phóng cười nói, anh em với nhau cảm ơn gì chứ? Hai người uống hết hai bát rượu, Trương Đức Phóng gắp một miếng thịt đầu heo bỏ vào miệng, vừa nhau vừa nhắm nghiền mắt lại nói, thật thơm, về sau cơ hội ăn được miếng thơm thế này y choi. Trương Dương ngớ người, tên này sao lại nói như vậy chứ? Hắn thấp giọng hỏi, chẳng lẽ anh định rời khỏi Đông Giang? Trương Dương nói, kệ họ muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, dù sao thì cũng không phải là tôi làm. Trương Đức Phóng nói, chiếc xe Jeep đó của cậu đã tàn tệ lắm rồi, máy móc bên trong cũng đã ngấm nước hết, dù là có sửa được, thì tính năng của nó cũng thay đổi rồi. Trương Dương cũng chẳng dự định lấy về chiếc xe Jeep đó nữa, hắn lắc đầu nói, không cần đâu, đen đủi lắm, cái xe đấy toàn mùi người chết. Trương Đức Phóng nói, tôi giúp cậu sắp xếp một chút, có thể lấy được không ít tiền từ công ty bảo hiểm đấy. Trương Đức Phóng mở hai mắt nói, thông minh, tôi sắp rời khỏi đây rồi. Tháng sau tôi sẽ đi Nam tích đảm nhận công việc Phó Cục trưởng Công an thành phố Nam Thích. Phó à, thái độ của Trương Đại quan rất danh mẽnh. Trương Đức Phóng rất không hài lòng với phản ứng của tên này, phó thì đã làm sao? Tôi quen làm chức phó rồi. Hơn nữa, cục trưởng đại nhân năm sau về hưu rồi, tương lai của tôi khá tốt. Mặc dù Trương Dương không tỏ ra gì, nhưng trong lòng hắn ngầm ngưỡng mộ, không cần phải hỏi, Trương Đức Phóng làm phó cục trưởng cục công an thành phố Nam Tích nhất định là do cố doãn chi có sức ảnh hưởng. Trước khi về hưu, cố doãn chi còn dùng quyền lực của mình dành một ít quyền lợi cho người bên cạnh mình. Đây cũng chẳng phải là lạm dụng quyền lực gì, với Trương Dương, đây là tình cảm con người bình thường, Trương Đức Phóng là cháu ngoại của cố Doãn Chi, làm sao ông ta không chăm sóc cho được. Trương Dương cầm chiếc bát đen lên nói, chúc mừng anh được thăng chức. Trương Đức Phóng cụm bát với Trương Dương, uống một ngụm rượu rồi nói, người anh em à, hôm nay anh của Triệu Quốc Lương đến rồi. Trương Dương gật đầu, nhắc đến Triệu gia, hắn chẳng mấy vui vẻ gì, lần này tự nhiên bị lôi vào vụ án của Triệu Quốc Lương, mặc dù không có tội gì, nhưng dù sao cũng có phần ảnh hưởng đến thanh danh của hắn trương đức phóng kể lại đơn giản một lượt tình hình triệu quốc cường đến phân cục quảng thịt anh ta tổng kết tôi thấy triệu quốc cường vẫn đang nghi ngờ cậu về sau cậu phải đề phòng triệu ra nếu không thì trong lòng họ sẽ đổ tội giết triệu quốc lương lên đầu cậu đấy trương dương nói bí thư cố đã đứng ra làm nhân chứng cho tôi rồi kia mà trương đức phóng đáp chú tôi đứng ra làm nhân chứng đương nhiên chẳng có ai dám kiểm tra cậu tiếp nhưng cậu phải hiểu rằng Ngày nào vụ án này chưa được phá, thì mối nghi ngờ đối với cậu chắc chắn chưa được gột rửa sạch. Trương Dương nói, kệ họ muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, dù sao thì cũng không phải là tôi làm. Trương Đức Phóng nói, chiếc xe Jeep đó của cậu đã tàn tệ lắm rồi, máy móc bên trong cũng đã ngấm nước hết, dù là có sửa được, thì tính năng của nó cũng thay đổi rồi. Trương Dương cũng chẳng dự định lấy về chiếc xe Jeep đó nữa, hắn lắc đầu nói, không cần đâu, đen đủi lắm, cái xe đấy toàn mùi người chết trương đức phóng nói tôi giúp cậu sắp xếp một chút có thể lấy được không ít tiền từ công ty bảo hiểm đấy trương dương không nghĩ đến chuyện này gật đầu nói vậy anh giúp tôi sắp xếp một chút vậy trương đức phóng uống một ngụm rượu chú tôi sắp sửa về hưu rồi trương dương gật đầu nói đây cũng là lý do anh quyết định đi nam tích đúng không hạ bá đạt làm thị trưởng phó bí thư thị ủy ở nam tích tôi đi nam tích ông ấy ít nhiều cũng sẽ chăm sóc tôi Giờ này làm cái gì cũng phải có người quen, đời này kiếp này tôi chẳng mong được thăng quan quá cao, trước 40 tuổi có thể leo lên làm cái chức cục trưởng cục công an thành phố Nam Tích là tốt lắm rồi, như vậy tôi đã hài lòng rồi." Trương Đức phóng lộ ra vẻ tự hài lòng. Trương Dương nói, cục trưởng cục công an thành phố Nam Tích thì không có vấn đề gì đây, với bản lĩnh của anh bây giờ, tôi thấy trong vòng 3 năm là có thể thực hiện được mục tiêu này rồi." Trương Đức phóng lắc đầu nói, tôi không lạc quan đến thế, có câu nói rằng người vừa đi trà đã nguội, chú tôi ở Bình Hải nắm quyền hơn 10 năm, những người bên cạnh ai mà chẳng cung phục, ai dám mở miệng ra nói với ông nửa chữ không, nhưng giờ đây ông đã sắp về hưu, một vài người đã bắt đầu nhao nhao lên rồi đấy, cậu đã nghe nói điều đó chưa? Khi chú tôi đứng ra làm chứng cho cậu, Vương Bá Hành còn dám nghi ngờ nữa đó, bị chú tôi mắng cho một trận. Nghĩ đến sự ủng hộ của cố Doãn Chi với mình, trong lòng Trương Dương cảm thấy thật ấm áp, việc này đã chứng minh rằng Cố Doãn Chi đã biết quan hệ của hắn và Cố gia Đồng từ lâu, Cố Doãn Chi đứng ra để giúp hắn, càng vì con gái ông nhiều hơn, nhưng trong lòng Cố Doãn Chi đương nhiên không vui. Trương Đức Phóng nhắc nhở Trương Dương, Giang Thành cũng chẳng dễ thở hơn đâu, Đỗ Thiên Giã mặc dù đang đẩy cậu lên, nhưng tôi thấy sau khi Kiều Trấn Lương đến Bình Hải, ông ta sẽ chẳng sống được những ngày tháng yên bình đâu, tốt nhất là cậu nên tính bước tiếp theo đi. Trương Dương nhấc bát rượu lên, uống cạn rượu trong bát, gắp một miếng thịt thủ cho vào miệng, quả nhiên thịt thủ heo ở đây danh bất hư truyền, ngậy mà không ngấy, hắn thấp giọng nói, tôi thật sự không biết phải đi về đâu, anh có lời khuyên gì không? Trương Đức Phóng nói, xuống dưới đi. Xuống dưới. Trương Đức Phóng gật đầu nói, giờ đây cậu là phó sở, chẳng là cái quái gì ở Giang Thành hết, nhưng cậu xuống dưới sẽ không giống vậy nữa rồi, cán bộ cấp phó sở, muốn làm cái chức phó huyện trưởng gì gì đó khá dễ dàng. Đỗ Thiên Giã là bí thư thị ủy, Quyền lực cho việc này nhất định anh ta có. Bí thư cố đi rồi, chúng ta phải rời khỏi trung tâm đấu đá quyền lực hay sao? Trương Đức phóng cười ha ha nói, cái này gọi là cứu nước đường vòng, cậu ở trong giang thành, những người lớn hơn cậu đầy rẫy khắp nơi, nói không chừng cậu lại trở thành cái gai trong mắt ai đó, tôi biết rằng cậu có hậu đài là tỉnh trưởng Tống, nhưng nếu như có người cả ngày nghĩ cách đối phó với cậu, thì tỉnh trưởng Tống cũng chẳng theo sát nút để bảo vệ được, đúng không? Thà làm vua sứ mù còn hơn cậu làm cháu ở Giang Thành, thì chẳng bằng về làm ông ở tuyến dưới. Trương Dương nói, vì anh nghĩ như vậy nên mới rời đến Nam Tích. Trương Đức Phóng gật đầu nói, sau khi Kiều Trấn Lương lên chức, nhất định sẽ đốt mấy đám lửa, tôi thấy đám lửa này rất có khả năng sẽ rơi lên đầu tỉnh Trường Tống, có điều tỉnh Trường Tống cũng chẳng dễ bị bắt nạt như vậy, có thể đấu một trận với Lão Kiều, Lão Kiều muốn lập uy, rất có thể sẽ khai đao với những người mà chú tôi nhắc đến, ai cách ông ta càng gần, thì càng có nguy cơ đen đuổi vì thế tôi cứ trốn xa đi là hơn, làm cho lão Kiều không chú ý được đến tôi. Trương Dương cười, có điều hắn cũng phải công nhận sự phân tích của Trương Đức Phóng rất có lý. Lời khuyên của Trương Đức Phóng, làm cho hắn nghĩ đến chuyện xuống dưới, hắn đã là cấp phó sở, đến làm huyện trưởng của một huyện trực thuộc Giang Thành cũng chẳng tồi. Trương Đức Phóng nói, nhân lúc chú tôi còn chưa về hưu, bảo ông nói cho một câu, Đỗ Thiên Giã đẩy thêm câu nữa, việc này thành công được ngay ấy mà. Trương Dương lúc đó trong lòng hơi kích động, hắn suốt ngày làm chân loi choi ở đàn chính trị Giang Thành, đúng là đã đến lúc phải độc lập đứng lên rồi. Có điều nghĩ đi nghĩ lại, giờ đây hắn mới chỉ là phó sở, nếu như là chính sở, thì chẳng phải đã làm được chức bí thư huyện ủy ngay được rồi sao, lòng tham của con người là vô đáy, Trương Đại Quan cũng chẳng phải là loại người biết điểm dừng. Dưới sự kích thích của mồi rượu, dã tâm của hắn bắt đầu ngày càng lớn lên theo men rượu. Ánh mắt Trương Đức Phóng nhìn vô định vào khoảng xa, thịt thủ heo bạch ký đã đến giờ đóng cửa. một người trung niên bụng to dáng vẻ giàu có kêu lên, đừng vội đóng cửa, tôi muốn mua đồ. bán hết rồi. tôi là khách nước ngoài. khách nước ngoài cũng bán hết rồi. người trung niên thở dài, trung quốc thật là lạc hậu, ăn thịt thủ heo cũng khó như vậy. trương dương bị câu nói của người đó hấp dẫn, hắn và trương đứng phóng đều nhận ra người trung niên đó chính là chu vân phàm người hoa quốc tịch ấn độ. Bên cạnh Chu Vân Phàm còn có một cô gái mặt hoa da phấn nữa, không phải là cô gái Trương Dương gặp lần trước. Tia cố ý gọi một tiếng, Grass. Chu Vân Phàm quay đầu lại, thấy Trương Dương và Trương nước Phóng, trên gương mặt tròn vo của gã ngay lập tức dặn ra một nụ cười, gã kéo cô gái đó bước tới, cô gái đó có lẽ cảm thấy quan ăn bên lề đường không sạch, trao trao mày nói Grass, em muốn ăn đồ Tây. Chu Vân Phàm nói, đồ Tây sao ngon bằng thịt thủ heo được. Gã kéo một chiếc ghế ngồi xuống, cô gái đó dù thế nào cũng không chịu ngồi, ấm ức nói, bẩn quá. Một câu nói làm Chu Vân Phàm tức điên, cút, trước mặt bạn tôi, mà làm mất mặt tôi như vậy. Cô gái đó bị mắng đỏ mặt, tức giận dẫy chân, rồi quay người đi mất. Trương Đức Phóng nói, Chu Tổng, sao chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết vậy? Chu Vân Phàm cười nói, Trương Cục nhận nhầm người rồi, tôi là Ras, là người Hoa Quốc tịch ấn. Ras, Ras cái con khỉ, anh có hóa thành cho tôi cũng cũng nhận ra trương nước phóng chẳng để cho gã thể diện chu vân phàm cười ngại ngần gã cũng chẳng khách khí gì cầm một chiếc bát rót rượu uống một ngụm gắp một miếng thịt thủ nói thơm thật thơm tôi ở nước ngoài nhớ nhất là thịt thủ heo nếu không phải là gặp hai quý nhân là hai người thì tôi hôm nay chẳng thể ăn được miếng thịt ngon thế này trương dương nói tôi nói này brass anh về nước chỉ là để ăn thịt thủ heo sao Chu Vân Phàm cười nói, đây là một trong những nguyên nhân thôi, hai ngày trước tôi đã gọi điện cho Nhân Như, giờ đây cô ấy đã đăng ký một công ty quảng cáo ở Hồng Kông, tôi chuẩn bị nhập cổ. Trương Dương nói, tiền của anh có sạch không? Chu Vân Phàm nói, tôi coi Nhân Như như con gái, tôi có hại ai cũng không hại cô ấy. Gã rút ra một hộp đựng danh thiếp bằng vàng, lấy ra hai tờ danh thiếp trong đó, đưa cho Trương Dương và Trương Nước Phóng. Trên tấm danh thiếp in rất đẹp, Trương Dương phát hiện danh thiếp này không giống với lần trước đưa cho hắn, hắn không đọc được tiếng Ấn, nhưng đọc được tiếng Trung. Trương Đức Phóng nói, Chủ tịch ảnh nghiệp Trường Giang Ấn Độ. Mẹ kiếp, anh vào ngành điện ảnh từ khi nào thế? Chu Vân Phàm cười nói, tôi mua được một công ty sắp sửa đóng cửa ở Hollywood, đầy đủ giấy tờ, trước mắt tôi đang tiến hành công tác dựng phim tiếng Trung, tôi đã thuê một đám người Ấn Độ, chuyên để phiên dịch và thuyết minh, Ấn Độ rất thích phim trưởng của Hồng Kông đó tôi đã hiểu ra rằng, làm bất cứ một loại làm ăn nào, đều không thể tốt bằng làm ăn văn hóa, vừa không có mạo hiểm, lại vừa tạo phúc cho đời, giờ đây tôi đang làm công việc chính quy. Trương Đức Phóng nói, Chu Vân Phàm anh không ở Ấn Độ, chạy đến Trung Quốc làm gì? Chu Vân Phàm nói, thức ăn bên đó tôi ăn không quần, mọi người đều chẳng phải là người ngoài, tôi cũng không giấu các anh, tiền trong tay tôi vẫn muốn đầu tư vào trong nước, cống hiến một chút cho quốc gia, để biểu thị tấm lòng yêu nước của tôi. Trương Dương và Trương Đức Phóng chẳng thèm tin cái tấm lòng yêu nước của Chu Vân Phàm trong mắt, trong mắt họ, tên này chỉ là một thương nhân tham tiền mà thôi, chó không sửa được tính thích ăn phân, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, bản chất của Chu Vân Phàm không bao giờ thay đổi được, có điều tên cáo giả này đã buôn lậu nhiều năm nay, trong tay chắc chắn tích lũy được số tiền kinh người, giờ đây quay người một cái đã biến thành người Ấn Độ, gột sạch thân phận Chu Vân Phàm trở thành rác người Ấn Độ. Người ta chẳng có gì làm trái với pháp luật cả. Trương Dương nói, anh đã có nhiều tiền dùng không hết như vậy, thì tại sao không suy nghĩ về việc đầu tư vào Giang Thành? Chu Vân Phàm cười nói, tôi đã nói với Hồ Nhân Như, tôi sẽ đăng ký cổ phần 10 triệu vào trong công ty quảng cáo của cô ấy, tính vào 20% cổ phần của tôi. Trương Dương nói, anh đừng có hại cô ấy, nếu như hại cô ấy thì tôi không tha cho anh đâu. Chu Vân Phàm muốn khóc mà không ra nước mắt, tôi đã bao giờ hại cô ấy rồi. Chủ nhiệm Trương à, chúng ta đừng thế này nữa được không, tôi từ trước đến giờ luôn coi hồ nhân như như con gái mình. Trương Đức Phóng khinh bỉ nói, mấy thương nhân như các anh, đến lúc quan trọng, ngay cả cha mẹ ruột còn bán được, đừng nói là con gái nữa. chương 352, học cách khiêm nhường. Chu Vân Phàm nói, phiến diện, các anh có phiến diện với tôi. Giờ đây tôi đã hoàn toàn thay ra đổi thịt rồi, tôi là người Ấn Độ. Trương Dương cười mắng, người Ấn Độ thì đã làm sao chứ? Làm người Trung Quốc thì không thích, mà lại cứ khăng khăng đi làm người Ấn Độ. Chu Vân Phàm trong lòng nghĩ, tôi cũng đâu muốn làm người Ấn Độ, nhưng tiếp tục làm người Trung Quốc cũng đồng nghĩa với việc tiếp tục phạm pháp, giờ đây thân phận này là hợp pháp. Trương Dương và Trương Đức phóng hiểu rằng Chu Vân Phàm nghĩ đến điều gì, Trương Đức phóng nói, Chu tổng à, anh thoát được nạn ngồi tù đã là rất khó khăn rồi, về sau phải làm nhiều điều tốt vào, phải tích đức cho nhiều vào, phải cống hiến cho xã hội nhiều vào chu vân phàm cười gật đầu gã nói với trương dương chủ nhiệm trương nghe nói cậu gặp phiền phức rồi trương dương điềm đạm cười nói đã xong hết rồi hắn không muốn nhắc đến chuyện của triệu quốc lương nhìn đồng hồ rồi nói không còn sớm nữa về nghỉ đi thôi chu vân phàm hiểu rằng hai người này không muốn gã tham gia vào gã đứng dậy nói tôi đi trước đây còn một vài chuyện quan trọng phải làm gã quay ra vẫy tay với ông chủ ngụ ý tính tiền Trương Dương nói, chút tiền vật này không cần anh trả đâu. Chu Vân Phàm nói, được, vậy thì có cơ hội tôi sẽ trả vậy. Nhìn bóng lưng của Chu Vân Phàm, Trương Đức Phóng cười nói, tên cáo giả này thật là mệnh lớn, phạm phải một vụ án lớn như vậy mà vẫn thoát thân được. Trương Dương nói, mỗi người đều có một không gian sinh tồn của họ. Có điều, Chu Vân Phàm thật sự đối xử khá tốt với Hồ Nhân Như. Hai người uống ba cân rượu, Trương Dương thì không sao, nhưng Trương Đức Phóng thì hơi ngà ngà rồi, tử lượng của anh ta vốn không bằng được Trương Dương, uống nhiều rượu, nói cũng bắt đầu nhiều, Trương Đức Phóng nói: "Người vừa đi trà đã nguội rồi, sau khi chú tôi về hưu, cái sĩ đồ của tôi cũng sắp đến lúc kết thúc rồi." Trương Dương cười nói: "Sao thế được anh mới hơn 30 tuổi, còn rất nhiều hy vọng thăng chức đang chờ đợi anh." Trương Đức Phóng cười khổ hạnh lắc đầu, trên quan trường chẳng mấy ai dựa vào năng lực, không có quan hệ không có người nâng lên thì không thể nào thuận buồm xuôi gió mà đi lên được. Trương Dương nói, đừng bi quan như vậy, anh đã là phó cục trưởng cục công an thành phố Nam Thích rồi mà. Đã đến lúc rồi, Trương Đức Phóng lắc lư đứng dậy, tôi phải đi đây. Trương Dương nhìn bộ dạng anh ta như vậy chắc chắn không lái xe được, hắn lấy chiếc chìa khóa, rồi đưa Trương Đức Phóng đến ký túc của cục công an. Bước ra khỏi ký túc cục công an đã là 11 giờ, Trương Dương đứng hơn 10 phút ở cổng đều không có xe, hắn đi bộ theo con đường vào trung tâm thành phố, vừa nhìn xe bên đường, đi bộ khoảng tầm 5 phút, đã thấy một chiếc xe dừng lại trước mặt hắn, người anh em. Gọi xe à? Trương Dương nhìn chiếc xe, không phải là xe taxi đang vận hành, ngay lập tức hắn hiểu ra, đây là một lái xe làm việc lén lút, không có chứng cứ vận hành, chỗ này cách bến xe khách không còn xa nữa, có không ít lái xe lén lút đến đây kéo khách. Trương Dương mở cửa ngồi vào, vì hắn nói giọng ngoại tỉnh, nên tên lái xe có ý định xấu, người an hem, đi đâu đây? Trường đảng. Ồ, không gần mà. Ít lời thôi, anh đưa tôi đi đến đó là được rồi. Người lái xe đưa hắn đi lòng vòng một hồi, vốn không đến 5 km, nhưng bị tên này lòng vòng hết nửa tiếng đồng hồ. Có điều may mà gã vẫn đưa Trương Dương đến cổng trường đảng. Gã cười hớn hở nói, người anh em cho xin 50 tệ nhé. Trương Dương cười lạnh lùng nói, mẹ kiếp, như vậy mà anh cũng mở mồm ra được à. 50 tệ, có phải cho rằng tôi không phải là người bản địa, định bắt nạt tôi có phải không? Nói xong hắn vất mười tệ, rồi đẩy cửa đi ra, lấy thì lấy không thì thôi, tùy. Trương Dương chưa kịp bước mấy bước, tên lái xe đó đã đuổi theo, mẹ kiếp đứng lại cho tao. Mày định quyệt tiền à? Trương Dương không đợi gã chạy đến trước mặt, hắn giơ chân ra, tên lái xe bị đá ngã xuống đất. Lúc này Trương Dương nhìn thấy một cảnh sát đang nhìn hắn từ chỗ đằng xa hắn vẫy tay với viên cảnh sát, đồng chí cảnh sát, anh đến thật đúng lúc, tên này không có giấy phép hành nghề, mà còn ngang nhiên chặt chém khách nữa. Tên lái xe thấy cảnh sát đến, vội vàng bò dậy, chui vào xe, rồi chạy mất tăm. Người cảnh sát đến trước mặt Trương Dương, hai con mắt nhìn chầm chầm vào mặt hắn. Trương Dương cảm thấy có gì đó không đúng trong ánh mắt của người cảnh sát, khi hắn đang chuẩn bị rời đi, người cảnh sát đó nói Trương Dương trương dương hơi ngứa người anh quen tôi viên cảnh sát gật đầu tôi là anh của triệu quốc lương triệu quốc cường triệu quốc cường gật đầu nói tôi đã đợi anh một buổi tối là để muốn nhìn mặt anh xem thế nào trương dương nói gặp tôi để làm gì có phải tôi giết em trai anh đâu triệu quốc cường nói anh đừng tưởng có người bảo vệ anh thì anh có thể trốn tránh được pháp luật trương dương nói trước khi tôi nổi cáu thì tốt nhất anh nên rời khỏi đây đi anh đã là cảnh sát thì phải đưa ra bằng chứng thiết thực, đừng nói những lời vô trách nhiệm này với tôi." Triệu Quốc Cường bước lên trước một bước, tức giận nhìn Trương Dương, "Tôi chỉ có một người em trai, việc này không xong đâu." Trước khi buông lời uy hiếp người khác, tốt nhất là phải xem đối phương là ai, chẳng lẽ người nhà Triệu gia các anh đều không để ý đến đạo lý sao? Triệu Quốc Cường đi về phía chiếc xe cảnh sát của mình, "Tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng việc này, anh không thoát được đâu." Trương Dương hết cách nhìn triệu quốc cường, người triệu gia đều giống nhau cả, có việc gì cũng đổ lên đầu hắn, cái chết của triệu quốc lương chẳng liên quan gì đến hắn. Trương Dương cũng biết rằng, người ăn cắp chiếc xe jeep của hắn để đâm chết triệu quốc lương, nhất định có mục đích đổ tội cho hắn, xem ra người thù hắn quả thực không ít. Trương Dương bước đến trước tòa nhà, đang chuẩn bị về ký túc xa, thì đằng sau nghe thấy tiếng của Thường Hải Tâm, Thường Hải Tâm từ cửa sổ ký túc xá nhìn thấy Trương Dương về muộn, đẩy cửa sổ gọi hắn một tiếng. Trương Dương dừng bước, một lúc sau, đã nhìn thấy thường hải tâm chạy từ trên xuống, Trương Dương cười nói, muộn thế này rồi mà vẫn còn đợi tôi về à. Thường hải tâm ngại ngùng cười, nghe nói ngày mai anh đã về Giang Thành rồi, tôi muốn gửi cho anh một chút đồ, nhờ anh đưa cho anh tôi. Không vấn đề gì. Thường Hải Tâm nói, đi về đó cũng tốt. Trương Dương thấy cô muốn nói rồi lại thôi, cười nói, có câu gì thì cô nói đi, sao lại cứ ấp úng thế. Hắn chỉ vào vườn hoa nhỏ trong trường, nói chúng ta ra đó ngồi. Trương Hải Tâm gật đầu, đi theo Trương Dương vào vườn hoa nhỏ, buổi tối thường làm cho người ta nảy sinh nhiều ý nghĩ, Thường Hải Tâm bước đi, cảm thấy trai chưa vợ gái chưa chồng mà lại cùng ra ngoài vào lúc này, cô chợt cảm thấy bất an, hai bàn tay cô đan vào nhau, cô liếc nhìn sang Trương Dương thì thấy Trương Dương đang ngẩng đầu, ngắm ánh trăng trên bầu trời. Hai người ngồi xuống chiếc ghế dài trong vườn hoa, một cơn gió thổi qua, thường hải tâm hắt xì trương dương cởi áo khoác đắp lên người cô mặt thường hải tâm hơi nóng cô ý thức được mình đã đỏ mặt may mà là buổi tối nên trương dương không nhìn thấy thường hải tâm nói cái tôi muốn nói không phải là chuyện này người khác đều nói nông nổi là ma quỷ anh thử nghĩ lại mà xem có bao nhiêu lần anh gặp rắc rối vì tính khí này của anh trương dương thấy thường hải tâm không nói gì cười nói chẳng phải cô có điều muốn nói với tôi sao sao đến đây lại không nói gì nữa rồi. Thường Hải Tâm lúc này mới tỉnh táo lại, cũng chẳng có việc gì đâu, chỉ là muốn khuyên anh, về sau làm việc đừng có nông nổi như vậy. Trương Dương nói, tôi đã cố hết sức khống chế rồi, việc đánh triệu quốc lương là do hắn ta ép người quá đáng, trước mặt biết bao thầy giáo và các bạn, nếu như tôi không ra tay cho hắn ta biết mặt, thì về sau người khác sẽ nghĩ tôi yếu đuối. Thường Hải Tâm nói, cái tôi muốn nói không phải là chuyện này, người khác đều nói nông nổi là ma quỷ, anh thử nghĩ lại mà xem có bao nhiêu lần anh gặp rắc rối vì tính khí này của anh trương dương cười nói tôi rất nông nổi nhưng nếu như con người chẳng có chút tính khí nào thì sống còn có ý nghĩa gì thường hải tâm nói giang sơn dễ đổi bản tính khó rời tôi thấy anh thật sự không thay đổi được rồi có điều anh hãy cố gắng khống chế bản thân nếu không thì rất khó có thể ở trong thể chế trương dương biết rằng thường hải tâm quan tâm đến hắn nên mới nói vậy hắn gật đầu nói cô yên tâm đi tôi sẽ nhớ lời cô nói, gặp phải nhiều phiền phức như vậy, dù thế nào tôi cũng phải xem xét lại mình. Thường Hải Tâm nói, anh có bao giờ nghĩ đến việc về Lam Sơn làm việc chưa, đổi một môi trường khác có khi lại tốt hơn với anh. Trương Dương cười nói, cha cô đã có lần nói với tôi về việc này, nhưng tôi vẫn thích Giang Thành, tôi không quen với đồ ăn của Lam Sơn. Đây không phải là một lý do thoái thác, mà thật sự thị trường thành phố Lam Sơn thường tụng rất thích Trương Dương, Phó thị trưởng Tần Thanh lại là người tình của Trương Dương, vì vậy, Trương Dương mới không đến Lam Sơn, Tần Thanh cũng từng nói vậy với Trương Dương, nếu như ở Giang Thành không được như ý thì có thể nghĩ tới chuyện đến Lam Sơn, với họ, làm việc này dễ như trở bàn tay, quan hệ giữa họ rất khó có thể thoát khỏi con mắt của nhiều người như vậy, rất có thể sẽ gây nên phiền phức cho Tần Thanh. Trương Dương không muốn để xảy ra tình huống như vậy. Thường Hải Tâm nói, cha tôi từng đánh giá về anh. Nói tôi cái gì? Trương Dương rất thích thú. Cha tôi nói anh rất thích đứng ở đầu sóng ngọn gió. Trương Dương cười nói, tức là nói tôi thích ra vẻ rồi. Thường Hải Tâm nói, một người quá thích leo cao không phải là chuyện gì tốt, anh là một người thông minh, anh có lẽ hiểu được đạo lý này. Trương Dương nói, Hải Tâm, tên tôi là Trương Dương, cô bảo tôi khiêm nhường, khó. Thật là khó, Trương Dương có nghĩa là phô bày, phô vẽ. Trương đại quan sau khi đã trải qua một loạt sự việc này bắt đầu cảm thấy tính quan trọng của sự khiêm nhường. Cố gia đồng vốn định bảo hắn lái chiếc xe ben của cô đến Giang Thành, nhưng Trương Dương nghĩ phải khiêm nhường, thế là chọn cách ngồi tàu hỏa. Chuyến xe từ Đông Giang đến Giang Thành phải mất 5 tiếng đồng hồ, nhưng vì bị muộn, nên vốn dĩ 6 giờ đến Giang Thành, nay bị chậm mất hơn một tiếng đồng hồ. Khi Trương Dương vác chiếc ba lô du lịch đi ra khỏi bến tàu, đã là 8 giờ tối, dùng với dòng người ùn ùn đổ ra khỏi ga tàu, ngay lập tức bị đám người kéo khách của khách sạn vây lấy hai người phụ nữ trung niên tranh nhau gọi Trương Dương, cậu con trai, đến khách sạn của chúng tôi trọ đi, đảm bảo cậu hài lòng. Điều kiện ăn ở của chúng tôi là số một đấy, còn có những thiết bị vui chơi nữa, tất cả nhân viên phục vụ đều là sinh viên. Trương Đại Quan nghe thấy vậy trao trao mày, không khí của ga tàu hỏa cần phải chỉnh đốn lại, khách bên ngoài đến nhìn thấy cảnh này, làm sao để lại ấn tượng tốt được. Ga tàu Giang Thành từ trước đến giờ nổi tiếng về bẩn thỉu và hỗn loạn, từ từ thường đức đến hồng vĩ cơ, đến bí thư thị ủy bây giờ là đỗ thiên giã, ai nấy đều đưa ra biện pháp để chỉnh đốn lại ga tàu, nhưng đến giờ vẫn chưa có sự chuyển biến cơ bản. Khi Trương Dương gặp đỗ thiên giã nhất định phải nhắc đến chuyện này, để gã chú ý hơn. Trương Dương gọi một chiếc xe taxi, người lái xe đó vốn cười hì hì đón hắn, nhưng Trương Dương vừa mở miệng, nụ cười trên mặt người lái xe đã biến mất, người anh em à, xin lỗi, cậu đi thêm mấy bước nữa vậy. Ý gì thế, anh không chở à." Người lái xe cười nói, "Tôi khó khăn lắm mới giành được vị trí này, anh là người bản địa, cùng người bản địa với nhau đừng làm loạn cho tôi nữa." Trương Dương đã hiểu ra, những đám lái xe này chuyên chặt chém khách du lịch, người bản địa họ không muốn chở, vì người bản địa rất rõ đường xá, dù có chở cũng chẳng được bao nhiêu tiền, nếu như chở người nước ngoài họ còn được thêm chút tiền. Trương Dương nghĩ lại tên lái xe ở Đông Giang, đang định mắng cho tên lái xe này nhưng đột nhiên hắn nhớ lại lời của Thường Hải Tâm nói phải khiêm nhường, cố gắng áp chế nỗi giận trong lòng, mẹ kiếp, ông mày phải khiêm nhường. Trương Dương đi qua quảng trường trước ga tàu, đến trước đường mới bắt được một chiếc taxi, mở cửa xe ra ngồi vào trong nói, "Đình viện Cẩm Tú." Lái xe cười đáp, "Xin lỗi người anh em, chúng tôi đến trả xe." Trương Dương tức giận nói, "Trả xe anh còn bật đèn xe trống lên làm gì?" Trương Dương đẩy cửa tức tối đi xuống, hắn vừa đi xuống hắn vừa xuống xe chiếc xe đó đã chạy lên đằng trước trương dương lúc này mới chú ý được đằng trước là một đôi nam nữ ôm chiếc bao hành lý đứng đợi ở bên đường trương dương chán nản cảm thấy người bản địa không được tôn trọng ở chỗ này với tính khí của hắn hắn chỉ muốn nhảy đến đập cho tên lái xe đó một trận nhưng hôm nay trương đại quan phải khiêm nhường khiêm nhường tức là nhẫn nhịn may mà lần này chưa đợi được bao lâu đã có một chiếc xe lái đến trương dương ngồi vào trong xe người lái xe đó nói khá nhiều nghe những việc trương dương gặp phải cười nói người anh em à anh đừng giận chúng tôi làm cái nghề lái xe này cũng không dễ dàng gì mà những xe taxi ở chỗ ga tàu này khách thì nhiều nhưng phí cũng nhiều bình thường cần phải nộp phí đỗ xe phí quảng trường nếu như cứ chở khách một cách tử tế thì làm gì có nhiều tiền như vậy vì vậy những người lái xe bắt đầu hành khách cái đồng hồ đó cũng chẳng có tác dụng gì đâu được điều chỉnh hết đấy chỉ cần anh lên xe của bọn họ chỉ cần đi một tí là chiếc đồng hồ đã nhảy ngược lên rồi. Tôi nghe nói một ông lái xe kinh khủng nhất, từ ga tàu đến khách sạn Giang Thành, chưa đến 3 km mà lấy tới 300 tệ. Trương Dương chửi, mẹ kiếp, thế chẳng phải là ăn cướp trắng trợn sao? Thể diện của Giang Thành chính là bị đám lái xe này làm xấu. Người lái xe cười hì hì nói, đều chẳng dễ dàng gì cả đâu. Khi chiếc xe lái qua viện người nhà thị ủy, Trương Dương đột nhiên thay đổi chủ ý, hắn xuống xe ở đó, rồi cầm ba lô đi vào nhà Đỗ Thiên Giã. Bảo vệ ở đây đã rất quen thuộc với Trương Dương, có điều, nhìn thấy đống hành lý của hắn rất ngạc nhiên, lần nào vị chủ nhiệm phòng chiêu thương này đến đây cũng đều lái xe zip vào, sao lần này lại thế này? Phong cách hình như đã thay đổi. Đỗ Thiên Giã đang tập thể dục trong vườn, không ngờ Trương Dương lại đến vào lúc này, Đỗ Thiên Giã mặc áo ba lỗ, Trương Dương nhìn thấy những bắp tay rắn chắc trên người gã, khen bí thư đỗ sắp bằng với sử thái long rồi đỗ thiên giã cười mắng anh đang mắng tôi đấy ư đâu dám chứ có điều anh cũng cần phải chú ý hình tượng một chút đỗ thiên giã nói ý gì đây trương dương nói xem ra gần đây tâm trạng của anh khá tốt đấy chứ sống rất thoải mái đỗ thiên giã nói thoải mái chán nản buồn bực mới đúng giờ đây việc kiều trấn lương sẽ đến bình hải làm bí thư tỉnh ủy đã gần đi vào thực hiện rồi đám mấy lão giả triệu dương lâm lại được dịp nhảy lên, thật không biết rằng họ làm thế nào mà lại móc nối được quan hệ với bí thư kiều, hèn chi bọn họ dám chống đối lại với tôi. Những cơ bắp này nếu là trên người người khác nhất định là đẹp, nhưng nếu ở trên người anh thì hơi bị biến tướng rồi, một bí thư thị ủy mà tập thành thế này, nhất định người ta sẽ nói anh là tứ chi phát triển. Nửa câu sau Trương Dương không nói. Đỗ Thiên Giã đã ngộ ra, tên này đang đi đường vòng mắng gã đầu óc ngu gì đây mà, đỗ thiên giã đánh lên vai hắn rồi nói lần này cậu đi đông giang cũng nổi danh lắm tôi phát hiện ra rằng cậu đi đến đâu là ở đó có chuyện trương dương nói thật oan cho tôi quá tôi chỉ là vừa vặn đến đúng lúc đó thôi tôi không làm gì cả mà là bị làm gì đó chứ đỗ thiên giã cười mời hắn vào phòng trương dương vất túi hành lý xuống đất tôi nay tôi ở đây tôi đi tắm cái đã anh đi mua gì ăn đi anh em ta uống mấy chén với nhau đỗ thiên giã trừng mắt cả giang thành này người dám chỉ đạo gã như vậy chỉ có tiểu tử này rồi đỗ thiên giã cười nói được tôi sợ cậu rồi đi tắm đi tôi đi đun lại ít thức ăn buổi tối trương dương cũng chẳng khách khí với gã tìm bộ quần áo để thay rồi xông vào nhà tắm đến khi hắn đi ra đỗ thiên giã đã bày biện đủ đồ ăn lên bàn rồi một đĩa lạc một đĩa trứng một nồi sườn heo trương dương cười đáp cuộc sống của anh rất tốt mà đúng là bí thư thị ủy, ngày nào cũng có thịt ăn. Đỗ Thiên Giã vặn nắp chai rượu, rót cho Trương Dương một cốc đầy, rồi rót cho gã một cốc, sự việc đổ sập của công trình khán đài sân vận động đã giải quyết rồi sao? Trương Dương uống một ngụm rồi nói, giải quyết xong rồi. Đỗ Thiên Giã nói, vì chuyện này nên cậu phát sinh xung đột với anh ta. Trương Dương khó chịu nhìn Đỗ Thiên Giã, chẳng lẽ đến anh cũng nghĩ tôi là người đâm chết hắn ta à? đỗ thiên giã cười nói tôi biết rằng chắc chắn cậu khó chịu với triệu quốc lương có điều nếu vì vậy mà đâm chết anh ta thì đã không phải là cậu rồi cậu không ngốc đến mức tự mình đi đâm chết triệu quốc lương trương dương nói đừng nhắc đến chuyện này nữa vừa nhắc đến là đã thấy đau đầu đỗ thiên giã nói sự việc chẳng phải đã qua rồi hay sao bí thư cố đứng ra làm nhân chứng cho cậu ai mà dám nghi ngờ cậu cơ chứ trương dương nói nói kiểu gì thế tôi vốn là rất trong trắng Bí thư Đỗ, chúng ta lâu lắm không gặp rồi, anh đừng vừa gặp tôi là đã rắc muối lên vết thương của tôi có được không? Đỗ Thiên dã cười. Trương Dương nói, xem ra gần đây tâm trạng của anh khá tốt đấy chứ, sống rất thoải mái. Đỗ Thiên dã nói, thoải mái? Chán nản buồn bực mới đúng, giờ đây việc Kiều Trấn Lương sẽ đến Bình Hải làm bí thư tỉnh ủy đã gần đi vào thực hiện rồi, đám mấy lão già Triệu Dương Lâm lại được dịp nhảy lên, thật không biết rằng họ làm thế nào mà lại móc nối được quan hệ với bí thư Kiều hèn chi bọn họ dám chống đối lại với tôi. Trương Dương nói, anh là bí thư thị ủy, có ai dám nhảy lên đầu lên cổ anh chứ? Dương Khánh sinh chẳng phải đã bị anh phế rồi sao? Anh nên phế chuất hết bọn họ đi, giờ không ra tay, đến khi Lão Kiều nắm quyền thì có lẽ đã muộn rồi. Đỗ Thiên Giã nói, tiểu tử nhà cậu lắm âm mưu như vậy hả? Sống sáng sủa một chút được không? Trương Dương nói, ở trên quan trường mà còn muốn sáng sủa thanh bạch, trừ phi, anh không muốn đi lên trên nữa. Đỗ Thiên Giã nhấp một ngụm rượu, gã thấp giọng nói, Triệu Dương Lâm tạm thời không dễ động vào đâu. Vì Bí Thư Kiều, Đỗ Thiên Giã gật đầu nói, quan hệ của ông ta và Bí Thư Kiều rất tốt, trước đó ông ta luôn rất khiêm nhường, vì thế tôi chưa có sự nhận thức thực sự về thế lực của ông ta, vì có sự có mặt của Kiều Trấn Lương, nên người này bắt đầu dở mặt, tôi phát hiện ra rằng năng lực của ông ta không hề nhỏ một chút nào. Anh là người lãnh đạo của Giang Thành, năng lực của ông ta có lớn đến mấy cũng không dám lớn hơn anh. Đỗ Thiên Giã nói, thiên tử lên ngôi, thần cũng đổi, mỗi lần có sự chuyển giao quyền lực đều dẫn đến một sự biến động mạnh mẽ, đàn chính trị của Bình Hải vì bí thư cố ra đi nên đã xảy ra sự thay đổi rất lớn lao. Vào lúc này, điều tôi nên làm là làm tốt công việc của mình, khiêm nhường, bình ổn. Lại là khiêm nhường, gần đây Trương Đại Quan rất nhiều lần nghe đến chữ khiêm nhường này, trên thực tế hắn cũng đang thử học sống cho khiêm nhường, ít nhất là học khiêm nhường một khoảng thời gian. Trương Dương nói chuyện vừa rồi hắn gặp ở ga tàu hỏa cho Đỗ Thiên Giã, hắn tức giận nói cái diện mạo xấu xí của ga tàu chúng ta cần phải chỉnh đốn lại cho kỹ lưỡng, đây là thể diện của Giang Thành, giờ đây thành ra thế này, làm cho tất cả mọi người khách bên ngoài đến với chúng ta sẽ nghĩ thế nào. Đỗ Thiên Giã nói, việc này rất nhiều thường ủy nhắc đến rồi, năm nay sẽ cải tạo ga tàu, tôi dự định tiến hành đồng thời giữa cải tạo kiến trúc và xây dựng tinh thần văn minh, đến khi ga tàu sửa xong thì chắc chắn sẽ có một diện mạo mới để chào đón khách du lịch gã quay sang nói với trương dương cậu đã có hứng thú với chuyện này như vậy không bằng tôi giao công trình cải tạo ga tàu cho cậu làm trương dương lắc đầu nói thôi đi những việc phải xuất đầu lộ diện như thế này anh đừng tìm tôi tôi nghe đến xây dựng lại tôi đã khiếp rồi sân vận động đông giang đổ sập sau khi được xây lại đấy chất lượng công trình không có vấn đề gì những việc đã mất công lại nguy hiểm thế này tôi không làm người khác đều cảm thấy ăn được chút gì đó trong này, nếu như tôi làm, thì chẳng được mấy ngày, sẽ có người đi kiện tôi lấy quyền làm việc tư. Đỗ Thiên Giã không ngờ Trương Dương lại từ chối một cách kiên quyết như vậy, gã nhìn Trương Dương hơi ngạc nhiên, nếu như là trước đó, hắn nghe thấy những việc thế này, nhất định sẽ vui vẻ nhảy dựng lên rồi. Thật ra Trương Dương đã có sự định khác, từ lúc nói chuyện với Trương Đức Phóng, Trương Dương cũng có ý niệm xuống làm ở cấp dưới, ở lại Giang Thành, nhất định sẽ phải ở vào trung tâm đấu đá chính trị. Trương Đại Quan muốn tạm thời rời khỏi Giang Thành, rời khỏi nơi bị nhiều người xăm soi, điều chỉnh lại một chút, tiện thể tích lũy năng lực của mình, đặt nền móng cho công việc đi lên về sau. Trương Dương nói, Chu Hằng xử lý thế nào? Đỗ Thiên Giã nói, việc ông ta dùng tiền đầu tư vào núi Thanh Đài đã được điều tra ra rồi, mặc dù chẳng bắt được ông ta, nhưng việc này cũng đã tạo thành ảnh hưởng xấu, tạm thời điều động ông ta đến làm việc ở khoa ủy Giang Thành trương dương mừng rỡ nói vậy chẳng phải giờ đây xuân dương đã không còn bí thư huyện ủy nữa sao hắn nói như vậy là muốn nhắc nhở đỗ thiên giã đỗ thiên giã là loại cảnh giới nào ngay lập tức hiểu liền tên này vòng một vòng tròn hóa ra là có hứng thú với cái chức bí thư huyện ủy xuân dương nhưng dù là kinh nghiệm và cấp bậc đều cách khá xa so với cái chức bí thư huyện ủy xuân dương hắn muốn làm bí thư huyện ủy xuân dương là điều không thể đỗ thiên giã nói qua sự suy nghĩ thận trọng của tổ chức đã quyết định sẽ nhường chức này lại cho huyện trưởng Sa Phổ Nguyên, phó huyện trưởng Quốc Tử Triệu Bân sẽ đảm nhận chức vụ huyện trưởng. Trương Dương thầm thở dài, không ngờ miếng ăn béo bở này lại bị rơi vào miệng từ Triệu Bân, mẹ kiếp, ông đây khổ sở mãi, cuối cùng chẳng được miếng ngon nào. Đỗ Thiên giã hỏi, cậu muốn xuống dưới làm à? Trương Dương gật đầu, hắn chẳng bao giờ giấu giếm điều gì trước mặt Đỗ Thiên giã, ở Giang Thành, tôi đắc tội quá nhiều người, ở lại nhất định sẽ gây chuyện, vì vậy muốn xuống tầng dưới để rèn luyện bồi bổ thêm chính trị cho bản thân bí thư cố cũng đề nghị với tôi như vậy trương dương còn lôi cả cố doãn chi ra làm nặng thêm câu nói này của hắn đỗ thiên giã nói bí thư thị ủy đoàn tôn đông cường đã được phái đến phong trạch làm thị trưởng rồi phó bí thư thị ủy trương dương bất bình nói cái loại đó mà cũng làm được thị trưởng à đỗ thiên giã cười nói trong lòng không thoải mái rồi đúng không người ta là bí thư thị ủy đoàn thành tích công việc tốt, sao không thể đảm nhận chức thị trường cơ chứ? Phong trạch còn thiếu một phó thị trường quản việc văn hóa giáo dục vệ sinh, cậu có đi không? Trương Dương nghe thấy câu này ngay lập tức lấy lại tinh thần, anh để tôi đi làm hạ thủ của Tôn Đông Cường. Đỗ Thiên giã mỉm cười nói, hai người đều là thanh niên người tốt của thành phố, có thể phối hợp với nhau. Anh muốn lấy người thanh niên người tốt là tôi đi làm hạ thủ của thanh niên người tốt khác ư. Chẳng ai xin sỏ cậu phải đi, nếu cậu không đi, thì còn nhiều người đang chờ ngoài kia kia. Trương Dương đại quan vội vàng gật đầu nói, đi, tôi đi. Gì đó nhỉ, cấp bậc này của tôi có nên đẩy lên chút nữa không? Tên này muốn làm chức chính sở đây mà. Đỗ Thiên Giã nói, rất nhiều việc phải có một quá trình, chẳng phải cậu thường nói rằng, không quan trọng quan lớn bao nhiêu, mà là quan trọng làm việc lớn đến thế nào. Phó thị trưởng đấy nhé, tiểu tử nhà cậu thế là một bước lên rời rồi. Trương Dương nói, Phong Trạch là một thành phố cấp huyện, nói trắng ra là làm cái phó huyện trưởng, chỉ là cái tên hay hơn mà thôi. Đỗ Thiên Giã nói, lớn nhỏ gì cũng là phó thị trưởng, về sau người ta gặp cậu phải gọi là thị trưởng Trương rồi. Trương Đại Quan nghe thấy ba chữ thị trưởng Trương, giống như ăn phải một cục kem to vậy, trong lòng thoải mái hết sức, mũi cũng to như quả cà chua. Đỗ Thiên Giã nhận thấy suy nghĩ của tên này, mỉm cười nói, cậu đừng mừng sớm quá, việc này tôi phải bàn lại với các thường ủy đã, dù sao cậu cũng quá trẻ, với kinh nghiệm của cậu, đảm nhận chức vụ phó thị trưởng cũng hơi sớm. Trương Dương nói, tôi phát hiện tuổi tác đã trở thành điều cản bước đi lên của tôi, về sau tôi sẽ tìm vinh cục giúp đỡ, đổi tuổi của tôi lớn hơn 5 tuổi nữa, thế này thì làm thị trưởng là điều đương nhiên rồi. Đỗ Thiên Giá cười nói, cậu đã sửa lớn hơn tức là phải nghỉ hưu sớm, hại nhiều hơn lợi, cậu suy nghĩ cho kỹ đấy. Trương Dương nói, tôi đã sửa được thành lớn, thì về sau chắc chắn sửa lại được. Chút năng lực này cũng không có, thì tôi sống ở Giang Thành bao năm nay chẳng phải phí hoài rồi sao? Đỗ Thiên Giã nghĩ mình cũng thật hoang đường, một việc nghiêm túc như thế này mà lại nói chuyện với tiểu tử này đến cả chuyện đổi tuổi tác. Gã ngáp một hơi rồi nói, ngủ thôi, ngày mai còn phải đi làm nữa. Trương Dương nói, anh đi ngủ trước đi, tôi xem TV một lúc. Sau khi Đỗ Thiên Giã về phòng ngủ. Trương Dương xem thời sự đêm, nghĩ đến khi mình là phó thị trưởng, trong lòng hắn rất khấp khởi, mặc dù chỉ là một thành phố cấp huyện, nhưng cũng là thành phố. Hắn qua đó là phó thị trưởng, phải làm cho ra trò ra trống, hắn thấy mình sắp trở thành phó thị trưởng, hạnh phúc này cách hắn sao ngày càng gần. Việc Đỗ Thiên Giã bảo Trương Dương đi đến phong trạch làm phó thị trưởng không phải là nhất thời nổi hứng lên mà nói vậy, từ lúc Tôn Đông Cường chuyển đến phong trạch làm thị trưởng, Đỗ Thiên Giã đã có dự định đưa Trương Dương đến đó rồi, Tôn Đông Cường có thể đến phong dịch làm thị trường, là vì có tác dụng của Kiều Trấn Lương. Kiều Trấn Lương mặc dù vẫn chưa đến Bình Hải, nhưng ảnh hưởng của ông ta đã bắt đầu thấm vào trong thể chế của Bình Hải rồi. Đỗ Thiên Giã ý thức được Kiều Trấn Lương đã bắt đầu xây dựng một cơ cấu quyền hành của mình từ trên xuống dưới. Quan trường Bình Hải nhất định phải đối mặt với một sự thay ra đổi thịt. Tôn Đông Cường rõ ràng là lớp dưới của Kiều Hệ, bí thư tỉnh ủy tương lai thật sư dơ tay quá xa. Đỗ Thiên Giã mặc dù vô ý đi trái lại với Kiều Bí Thư, nhưng gã không thích với sự can thiệp thái quá của Bí Thư Kiều, gã không có mấy thành kiến với Tôn Đông Cường, nhưng chủ nhiệm nhân đại triệu Dương Lâm là nhạc phụ của Tôn Đông Cường. Trước mắt, ở Giang Thành, đang có một bầu thế lực vây quanh triệu Dương Lâm, thỉnh thoảng lại thách thức quyền uy của Đỗ Thiên Giã. Đỗ Thiên Giã nhất định phải nghĩ ra cách ứng phó với nó. Để Trương Dương đến phong dịch làm phó thị trưởng, lấy Trương Dương để khống chế Tôn Đông Cường, đây là một chiêu tuyệt vời. Đỗ Thiên Giã biết rằng việc này không đơn giản, với kinh nghiệm và tuổi tác của Trương Dương, muốn làm cái chức phó thị trưởng phong trạch, sẽ phải đối mặt với sự phản đối của rất nhiều người, muốn làm được việc, nhất định phải áp chế lời kiến nghị của quần chúng, còn phải lợi dụng nghệ thuật lãnh đạo nhất định nữa. chương 353, Đoàn Du lịch Vẽ Cảnh Thật Tôn Đông Cường đảm nhận nhiệm vụ thị trưởng thành phố phong trạch, đó là do Bộ trưởng Tổ chức tỉnh ủy đã có tác dụng, đương nhiên thành tích chính trị của bản thân Tôn Đông Cường cũng có liên quan đến việc này, Việc này vừa nhắc đến đã được thông qua rất nhanh, bí thư đoàn thị thành phố Giang Hải giờ đây đi làm thị trưởng phong trạch không có gì mới là cả. Nhưng đến khi nhắc tới việc của Trương Dương, thì chuyện này giống như thả một quả bom nguyên tử vào thể thế Giang Thành vậy. Đỗ Thiên Giã nhắc đến chuyện này đầu tiên trong cuộc họp thường ủy. Khi cuộc họp thường ủy kết thúc, Đỗ Thiên Giã hắng giọng nói việc mình muốn dưa Trương Dương về làm phó thị trưởng phong trạch ra với tất cả mọi người. Đỗ Thiên Giã vừa dứt lời, cả hội trường ngay lập tức im bặt, gã chưa hề thông báo với mọi người trước, dù là bộ trưởng tổ chức từ bưu cũng không có được thông tin gì, việc này quá đột ngột. Chủ nhiệm nhân đại triệu Dương Lâm ngay lập tức xa sầm nét mặt, ông ta cho rằng Đỗ Thiên Giã làm như vậy rõ ràng là đang chống đối lại ông ta, con rể của ông ta là Tôn Đông Cường đi đến phong trạch nhậm chức, mà bên này Đỗ Thiên Giã đã muốn đẩy Trương Dương về đó rồi, đây không phải là đối chọi với Tôn Đông Cường hay sao? Triệu Dương Lâm không tiện nói ra, ông ta không nói không có nghĩa là người khác cũng không nói. Trước khi Đỗ Thiên Giã nhắc đến chuyện này đã cảm thấy nhất định sẽ có người đứng ra phản đối, nhưng gã không ngờ người đứng ra phản đối đầu tiên lại là Tả Viên Triều. Tả Viên Triều nói, Trương Dương mới 22 tuổi, còn quá trẻ. Đỗ Thiên Giã cười nói, giờ đây chẳng phải chúng ta đang đề ra việc trẻ hóa tầng lớp cán bộ sao? Chủ tịch chính hiệp Mã Ích Dân nói, một phó thị trưởng 22 tuổi, có lẽ sẽ trở thành điểm nóng trong nước mất. Phó thị trưởng chủ quản nông nghiệp viên thành tích nói, kinh nghiệm của Trương Dương còn quá ít, không thấy cậu ta có thành tích gì đặc biệt. Từ lúc Đỗ Thiên Giã đẩy y đến bộ chỉ huy phòng chống lũ lụt, viên thành tích cũng chẳng thèm kiêng kỵ gì nữa, chống đối Đỗ Thiên Giã ra mặt. Người khác phản đối Đỗ Thiên Giã có thể hiểu được, nhưng thái độ của tả viên triều làm cho Đỗ Thiên Giã rất khó chịu, gã cảm thấy gần đây tả viên triều dường như có chút gì thay đổi, mặc dù sự thay đổi đó không rõ ràng, nhưng trong lúc quan trọng, vị thị trưởng này toàn đứng ra hát trái điệu với gã, không những là đỗ thiên giá, những thường ủy khác cũng cảm thấy vậy, họ thấy giữa bí thư thị ủy và thị trưởng không được ăn nhập với nhau, mâu thuẫn giữa hai người ngày càng lớn lên. Cục trưởng công an Vinh Bằng Phi và tư lệnh phân khu quách lượng ngồi cạnh nhau, hai người quay ra nhìn nhau, trong cuộc họp thường ủy, họ rất ít khi tham dự vào những việc như thế này, có điều lấp trường hai người rất rõ ràng, họ đứng về phía đỗ thiên giá. Hơn nữa quan hệ của Trương Dương và bọn họ cũng không tồi, Họ sẽ ủng hộ cho Trương Dương, nhưng bọn họ đều thuộc vào hạng không đến lúc cuối cùng không đứng ra, điều này cũng có mối quan hệ với phạm phi quản lý khá đặc thù của họ. Phó thị trưởng Thường vụ Lý Trường Vũ không nói gì, Trương Dương là do y đề bạt lên, giờ đây y có nói gì cũng không thích hợp, vì vậy y quay sang nhìn bộ trưởng tuyên truyền mới, Phó thị trưởng Tiêu Minh. Tiêu Minh là thường ủy mới, là người ít kinh nghiệm nhất ở trong thường ủy, tư giao của gã và Trương Dương rất tốt, để gã đứng ra nói là hợp lý nhất. Đỗ Thiên Giá cũng đang nhìn Tiêu Minh, lúc này, gã cần một âm thanh vang lên để ủng hộ mình, Tiêu Minh là thường ủy do gã để bạt lên, dù là tình hay lý, thì gã cũng nên đứng ra để ủng hộ Đỗ Thiên Giá. Tiêu Minh nói, tôi thấy, bỏ phiếu biểu quyết đi, câu này của gã vang lên dường như rất hợp lý, nhưng Đỗ Thiên Giá nghe xong rất khó chịu, là bí thư thị ủy Giang Thành, để ra một cán bộ cấp huyện mà cũng cần bỏ phiếu, hơn nữa lại trong tình hình đầy những tiếng nói phản đối thế này. Đây là một sự thử thách rất lớn với gã, dù là kết quả thế nào đều là việc Đỗ Thiên Giã không thể chấp nhận. Đỗ Thiên Giã nói, có cần thiết phải bỏ phiếu không? Biểu hiện của Tiêu Minh chẳng có chút ủng hộ nào, làm cho Đỗ Thiên Giã bắt đầu tức giận, hôm nay gã phải đứng ra đàn áp ý của quần chúng, Trương Dương tôi chắc chắn sẽ dùng để xem các người ai dám nhảy ra phản đối. Lúc quan trọng nhất, vẫn là bộ trưởng tuyên truyền Từ Bưu đứng ra nói, tôi thấy Trương Dương được đấy, nói về kinh nghiệm của cậu ấy ít Tôi thừa nhận nhưng nói rằng người ta không có thành tích chính trị thì tôi phát buồn cười xa thì thôi không nói nhưng chúng ta chỉ cần nói đến việc của phòng chiêu thương An gia đầu tư làm tinh xây nhà xưởng tập đoàn bối Ninh đầu tư những việc đó có việc nào cậu ấy không nhúng tay vào hơn nữa thanh niên 10 tốt thành phố Giang Thành có thể làm thị trường thì thanh niên 10 tốt của tỉnh Bình Hải làm phó thị trường có gì là không được tôi thấy được không những được mà còn cảm thấy hơi không trọng dụng nhân tài Viên Thành Tích cười lạnh lùng nói, theo logic của ông, thì thanh niên mười tốt của quốc gia nên làm tỉnh trưởng rồi. Tính của từ biêu cứng rắn nhất trong tất cả thường ủy, từ trước đến giờ, ông ta không hề sợ xếp thách thức của một ai. Từ biêu nói, lão viên, cái ông quản là phòng tránh bão lũ, cái đó thì tôi không bằng ông, nhưng trong phạm vi công tác của tôi, thì nghiệp vụ của tôi tốt hơn ông nhiều. Đánh thẳng trực diện, làm cho mặt viên Thánh tích chuyển sang xanh như đít nhái, câu này của từ biêu cũng có nghĩa là, trong việc tuyển chọn cán bộ, Viên Thành tích là một người không chuyên, ông không có quyền phát ngôn, nếu có thời gian thì đi quản lý việc phòng chống bão lũ của ông thì hơn. Đỗ Thiên Giã nói, trong thời gian Trương Dương làm việc ở kỷ ủy tỉnh, biểu hiện rất xuất sắc, giành được sự khen ngợi của lãnh đạo kỷ ủy tỉnh. Bí thư lưu kỷ ủy còn gọi điện đến, đề nghị chuyển đồng chí này đến kỷ ủy. Việc Trương Dương đảm nhiệm công tác phó thị trường, người nhắc đến sớm nhất là bí thư cố tỉnh ủy. Đỗ Thiên Giã ngôn từ rất tốt, Mặc dù cố Doãn Chi đã từng nhắc đến việc phải đưa Trương Dương đến cơ sở hạ tầng để rèn luyện, nhưng không nói là để hắn đi làm phó thị trưởng phong trạch, nhưng lần này, Đỗ Thiên Giã đã tính rất chuẩn. Đám thường ủy không ai dám đứng ra để chứng minh cố Doãn Chi có từng nói như vậy hay không, với đám người của Triệu Dương Lâm, phải dùng biện pháp mạnh, tôi là bí thư thị ủy Giang Thành, tôi là người đứng đầu, tôi nói gì nghĩa là như thế. Phó thị trưởng thường vụ lý trường vũ từ đầu đến cuối đều không phát biểu ý kiến gì, Y đứng ngoài quan sát biểu hiện của các vị lãnh đạo, Y phát hiện ra rằng, biểu hiện của tả viên triều rất khó hiểu. Sau khi tả viên triều trở thành thị trường Giang Thành, những bước đi của gã và Đỗ Thiên Giã khá là đều nhau và cũng được coi là ngầm hiểu nhau, nhưng hôm nay thì lại không giống vậy. Vấn đề của Trương Dương mặc dù không lớn, nhưng từ việc này đã có thể nhìn ra được một số chuyện. Đỗ Thiên Giã không đồng ý bỏ phiếu là điều rất thông minh, nếu như bỏ phiếu bầu, thì rất khó có thể nói rằng kết quả hôm nay sẽ thế nào sau khi đỗ thiên giã bê cố doãn chi ra, không có ai dám phản đối nữa, việc cố doãn chi đứng ra làm nhân chứng cho Trương Dương đã được truyền đi rất rộng, nếu như không phải có bí thư cố đứng ra làm nhân chứng, thì đến giờ Trương Dương vẫn không làm cách nào xóa được cái mác nghi phạm. Có lãnh đạo nào trước khi về hưu không dốc sức nâng đỡ những người quanh mình? Cố doãn chi làm như vậy cũng là một điều không có gì kỳ lạ. Khi Thường Lăng Phong nhận được điện thoại của Trương Dương, anh ta đang ở Nam Thích, từ sau khi anh ta thôi việc ở phòng chiêu thương, đã quay về Nam Tích, anh trai của anh ta là Thường Lăng không đảm nhận chức vụ phó thị trưởng Nam Tích. Cha mẹ đều sống chung với anh trai, Thường Lăng Phong về Nam Tích một là để đỡ buồn, hai là để thăm người nhà. Mục đích Trương Dương tìm đến Thường Lăng Phong rất đơn giản, sự việc hắn đến phong trạch làm phó thị trưởng có đến 90% trở thành sự thật, ở trong thể chế, hắn làm việc thoải mái quen rồi, giờ đây là lần đầu tiên được đưa lên vị trí quan trọng như vậy hắn không biết phải làm thế nào vì thế định dùng thường lăng phong tối qua không có việc gì làm trương dương xem hai tập bao thanh thiên thấy lúc công tôn sách xuất hiện đột nhiên nghĩ đến thường lăng phong bên cạnh hắn cũng cần một vị sư gia như vậy trương dương nói nếu làm thư ký thì vùi dập nhân tài quá để tôi về thương lượng với bí thư đỗ xem xem có thể cho anh chức vụ nào phù hợp đến lúc đó anh cùng tôi đi phong trạch tôi làm việc cùng với anh cũng yên tâm Thường Lăng Phong nghe nói Trương Dương sắp sửa đến phong trạch làm phó thị trường, cảm thấy rất lạ kỳ, mặc dù gần đây anh ta không mấy liên lạc với Trương Dương, nhưng luôn quan tâm đến biểu hiện của hắn. Thường Lăng Phong nói chúc mừng anh, xem ra về sau phải đổi cách xưng hô, gọi anh là thị trường Trương rồi. Trương Đại Quan nghe thấy từ này, trong lòng ngọt như mía lùi, nhưng trên miệng thì vẫn khiêm tốn, chỉ là có ý như vậy thôi, bộ tổ chức vẫn chưa tìm tôi nói chuyện mà. Thường Lăng Phong nói, đã là việc bí thư đỗ quyết định, nhất định sẽ không có vấn đề gì. Trương Dương nói, nói thật lòng, trong lòng tôi không chắc chắn lắm, gọi điện cho anh là để anh về giúp tôi. Thường Lăng Phong nói, giúp anh thế nào? Chẳng lẽ anh định để tôi làm thư ký cho anh à? Trương Dương nói, nếu làm thư ký thì vùi dập nhân tài quá, để tôi về thương lượng với bí thư Đỗ, xem xem có thể cho anh chức vụ nào phù hợp, đến lúc đó, anh cùng tôi đi phong trạch, tôi làm việc cùng với anh cũng yên tâm. Giang Quang Á nói, Trương Dương, đi đến núi Thanh Sơn trước đi, ngày mai chúng tôi dậy sớm leo núi, nghe dưỡng dưỡng miêu tả núi Thanh Sơn đẹp như vậy, chúng tôi rất muốn đến ngắm cảnh càng lớn càng tốt. Trương Dương nói, từ trước đến nay ngắm cảnh đều không đẹp bằng nghe cảnh, giờ đây trên núi Thanh Sơn đều đen xì rồi. Thường Lăng Phong nói, Trương Dương, tôi không phải không muốn giúp anh, nhưng tôi thật sự không hứng thú với những việc trên quan trường. Trương Dương nói, đừng quên lời hứa của hai chúng ta lúc đầu, Thường Lăng Phong cười nói: "Tôi đương nhiên là không quên, nhưng lời hứa của chúng ta lúc đầu là tôi giúp anh bên phòng chiêu thương, không đề cập đến những việc khác, giờ đây anh cần là một trợ tá, tôi không đảm nhận được đâu." Trương Dương nói: "Tôi thấy ý của bí thư Đỗ là, để tôi làm phó thị trưởng quản việc văn giáo vệ, văn hóa giáo dục vệ sinh, về sau tôi sẽ tiếp quản cả phòng chiêu thương phong trạch, để anh làm chủ nhiệm phòng chiêu thương, như vậy sẽ không đi ngược lại lời hứa của chúng ta rồi." Thường Lăng Phong giờ khóc giờ cười, giờ đây anh còn chưa vào trước mà đã nghĩ đến việc lập bè lập phái rồi. Người ta bảo anh đến phong trạch là để làm việc, chứ đâu có phải là để đấu tranh giai cấp. Trương Dương nhìn rất rõ điểm này, hắn hiểu rằng hắn đi đến phong trạch là để đấu tranh giai cấp, công việc phải làm nhưng đấu tranh là điều không thể tránh khỏi. Dù là hắn có thái độ nhẫn nhịn cho xong trong công việc, thì Tôn Đông Cường cũng rất khó có thể ăn ở hòa thuận với hắn được, chẳng có ai vừa sinh ra đã biết đấu tranh chính trị, nhưng cứ đấu cứ đấu cứ đấu mãi rồi cũng thành quen. Trương Dương nói, Lăng Phong, anh phải giúp tôi lần này, chúng ta là đàn ông phải không? Đàn ông đã nói thì phải giữ lời. Thường Lăng Phong nói, anh ấy à, anh chỉ thấy tôi dễ bắt nạt thôi, được rồi. Tôi đến phòng chạy ổn định trước, đến khi anh ổn rồi tôi sẽ qua đó. Thôi đi, giai đoạn đầu là quan trọng nhất, đến khi tôi cắm được dễ rồi có cần đến anh không? Trương Đại Quan nghe ra ý miễn cưỡng trong câu nói của Thường Lăng Phong. Thường Lăng Phong cười, không nói gì. Trương Đại Quan ném ra một đòn sát thủ, Thường Lăng Phong, tôi còn quên chưa báo với anh một việc, tôi chuẩn bị đưa Trương Duệ Dung đến làm thư ký cho tôi. Thường Lăng Phong nói, không thể nào. Trương Dương cười rất nham hiểm, chỉ cần là việc tôi muốn làm, chẳng có gì là không thể cả. Chẳng phải anh thích nhà đầu họ Trương đó sao? Anh không đến theo, hai chúng tôi ở phong trạch, nhớ đâu lửa gần dơm lâu ngày cũng bén, đến lúc đó đừng trách tôi không nể tình anh em. Thường Lăng Phong nói, uy hiếp tôi. Tôi cứ uy hiếp đấy, cậu xem làm gì thì làm. Thường Lăng Phong trả lời nước đôi, đợi đến khi cô ấy được điều về đó rồi hắn hay. Trương Dương hiểu rồi, Thường Lăng Phong đang nói điều kiện với hắn, hắn cười nói, được, đợi đến khi việc của tôi quyết xong, tôi sẽ bắt tay nối dây tơ hồng cho anh. Sau khi Trương Dương về Giang Thành, khó khăn lắm mới có một thời kỳ bình ổn, đây gọi là khiêm nhường, mặc dù vẫn là phó sở, nhưng ít nhất giờ hắn ta đã có cái danh hiệu phó thị trường, đến cấp bậc này, không học khiêm nhường là không được, Phong Trạch là một thành phố cấp huyện, nằm ở phía Bắc Bình Hải, phía Đông Nam Giang Thành, là một thành phố công nghiệp quan trọng khu Bắc Bộ Giang Tô, diện tích 1616 km vuông ở dưới có 10 chấn, một khu khai phá cấp tỉnh, nhân khẩu 1 triệu 030 000 nhân khẩu thành phố 270 000 Trương Đại Quan tranh thủ thời gian này, tìm hiểu công việc một cách tử tế, điều kiện địa lý của phong trạch khá tốt, có đường sắt nối cả Đông Tây Nam Bắc, cách thành phố Tân Hải 90 km, hơn nữa ao hồ ở phong trạch khá nhiều, ngành chăn nuôi rất phát triển, khoáng sản nhiều, có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú. Trong số huyện thành phố trực thuộc Giang Thành, phong dịch là thành phố cấp huyện đứng đầu, cũng là một nơi kinh tế phát triển nhất. Trương Dương rất hiếm khi có sự nhẫn nại thu thập tư liệu đến thế tháng tư đã sắp đi qua, bộ tổ chức lề dề mãi chưa khảo sát Trương Dương, trong lòng Trương Dương hơi suốt ruột, cái ông phó thị trưởng tương lai là hắn đến bao giờ mới được thượng nhiệm. Hắn đến tìm Đỗ Thiên Giã, Đỗ Thiên Giã bảo hắn đừng nóng vội, nghỉ ngơi một thời gian. Trương Đại Quan không thể nào tính tâm nghỉ ngơi được, từ khi từ Đông Giang trở về đây đã được một thời gian, nhưng việc phó thị trưởng cũng chưa được định luận gì, chẳng lẽ lại đi tong rồi hay sao? Từ lúc Trương Dương đang lo lắng, thì có một đám người quen đến từ Bắc Kinh. Cuộc điện thoại của Cố Dưỡng Dưỡng rất đột nhiên, 5 giờ rưỡi chiều ngày 30 tháng 4, cô gọi điện đến, lúc đó Trương Dương đang chuẩn bị đến xem xét tình hình ở chỗ bộ trưởng tổ chức Từ Bưu, vừa đến trước khu nhà ở người nhà thị ủy. Trương Dương nghe thấy tiếng của Cố Dưỡng Dưỡng hơi ngạc nhiên, "Dưỡng Dưỡng, tìm tôi có việc?" Cố Dưỡng Dưỡng nói, "Anh Trương, chúng tôi đều đang ở ga tàu." "Ga tàu, mọi người" Cố dưỡng dưỡng nói, chúng tôi định đi núi Thanh Sơn để vẽ cảnh, đã đến Giang Thành rồi. Trương Dương lắc đầu, cố dưỡng dưỡng nói gì thì nói cũng là một đứa trẻ con, chưa bước ra khỏi cánh cửa trường học, chẳng có chút kinh nghiệm xã hội nào, những việc thế này dù gì cũng phải nói trước một tiếng. Nếu như hắn không ở Giang Thành thì sao? Hắn cười nói, đột một vậy à? Cũng chẳng báo trước với tôi một tiếng bên cạnh cố dưỡng dưỡng vang lên một âm thanh chói tai, chủ nhiệm trương nhà anh chẳng phải một tay có thể che cả bầu trời giang thành sao. Chúng tôi ập đến bất ngờ, để xem xem năng lực của anh thế nào đấy. Trương Dương đã nhận ra, âm thanh đó là của cha Vi, hắn cười nói, cha đại tiểu thư cũng đến rồi à, gì đó nhỉ, rốt cuộc mọi người đến tất cả là bao nhiêu người. Báo cho tôi một câu để tôi còn biết đường chuẩn bị. Cha Vi cười nói, tất cả, mọi người đều đang đợi ở cửa ga tàu mau đến đón chúng tôi đi trương dương nói các cô đều thích đánh du kích như vậy à được tôi đi ngay giờ đây trương dương gọi điện cho giang lạc giang lạc đang là thư ký cận thân của bí thư thị ủy rất vinh quang điều động xe của chính phủ thành phố cũng chỉ là một câu nói là xong trương dương cũng có thể điều động nhưng giờ đây hắn không có chức thật không muốn bị người khác nói ra nói vào trương dương đi taxi đến ga tàu phát hiện chiếc xe khách của thị ủy cũng đã đến rồi lái xe rất quen với Trương Dương, cười nói, chủ nhiệm Trương, anh không lái xe à? Chiếc xe Jeep của Trương Dương ở chính phủ thành phố cũng rất nổi tiếng. Trương Dương thầm nói giờ đây hắn phải khiêm nhường, chiếc xe Jeep đã trở thành vật chứng ở Đông Giang rồi, dù là có lấy được nó ra hắn cũng không dùng nữa, đâm chết triệu quốc lương, thật là một việc đen đủi. Đương nhiên hắn không nói lý do này cho lái xe, cười nói, đang sửa chữa, có lẽ lần này không dùng được nữa rồi hắn nhìn vào hướng chỗ cửa ra, không tìm thấy bóng dáng của cố dưỡng dưỡng và cha vi đâu, tính thời gian một chút, cuộc điện thoại họ gọi lúc vào đến Giang Thành, từ Bắc Kinh đến đây, xe còn 5 phút mới vào ga, hắn đã đến sớm rồi. Audio điện tử võ tấn bền Người lái xe cẩn thận hỏi, chủ nhiệm Trương, có phải có lãnh đạo lớn đến từ Kinh Thành không? Trương Dương gật đầu đáp, lãnh đạo, có điều, không phải là lãnh đạo gì lớn mỗi người đều có tính hiếu kỳ, khi Giang Lạc lấy xe có nói rằng có lãnh đạo đến từ Kinh Thành, tam sao thất bản, đến tai người lái xe đã thành lãnh đạo lớn, nhưng lãnh đạo đến từ Bắc Kinh có ông nào là không lớn kia chứ? Khi 20 học sinh trường mỹ thuật, bao gồm cả cố dưỡng dưỡng, cha vi, Giang Quang Á ở trong, đeo khung vẽ, sách hành lý bước ra khỏi bến tàu, lái xe thật sự thất vọng, đám người này là học sinh, đâu có phải là cán bộ chứ? Cố dưỡng dưỡng và cha vi đi sóng bước, hai người đều mảnh khảnh, rất xinh đẹp, cố dưỡng dưỡng và cha vi, vì phải hoạt động ở ngoài, nên hai người đều mặc quần bò, mặc chiếc áo phông màu hồng, không chỉ họ, mà tất cả những học sinh ở trường mỹ thuật đều ăn mặc vậy cả, rất nổi bật trong đám người. Lái xe nói, chủ nhiệm Trương à, đây đâu có phải là lãnh đạo gì, hình như là đoàn du lịch đấy chứ. Trương Dương cười, rồi đi ra đón. Trương Đại Quan phát hiện ra Mỹ nữ có cái tốt của Mỹ nữ, trong 20 người có 7 người là con gái, tất cả hành lý đều rơi lên người các nam sinh hết, bao gồm cả Giang Quang Á cũng chủ động bê vác đồ đạc cho đám học sinh nữ. Cô dưỡng dưỡng nhìn thấy Trương Dương, bước nhanh về phía hắn, cười nói, anh Trương. Trương Dương cười nói, làm gì thế này, trông như là đánh sói vậy. Cha Vi cười nói, thì là đánh sói chứ còn gì nữa, chúng tôi từ Bắc Kinh đến đây chính là để đánh con sói đuôi xù là anh đấy. Trương Dương nói, lên xe đi thôi. Hắn đến trước mặt Giang Quang Á, vác hai túi hành lý lớn từ tay giang quang á cười nói quang á khổ vậy con gái là không được chiều đâu cậu càng chiều họ họ càng dắt mũi cậu đấy bảy cô gái đồng thanh phản đối trương dương mời họ lên chiếc xe khách nếu biết có hai mươi người đến thì cũng chẳng cần lấy một cái xe lớn như vậy người lái xe nói chủ nhiệm trương đến đâu trương dương vẫn chưa trả lời cha vi đã đáp núi thanh sơn nhé chúng tôi muốn sáng sớm ngày mai vẽ cảnh ở núi thanh sơn trương dương cười nói cô mơ đấy à từ đây đến xuân dương phải một tiếng đồng hồ từ xuân dương đến núi thanh sơn thêm một tiếng đồng hồ nữa tôi thấy tối nay mấy người cứ ở lại giang thành đi sáng mai tôi sẽ sắp xếp cho mọi người lên núi cũng không muộn giang quang á nói trương dương đi đến núi thanh sơn trước đi ngày mai chúng tôi dậy sớm leo núi nghe dưỡng dưỡng miêu tả núi thanh sơn đẹp như vậy chúng tôi rất muốn đến ngắm cảnh càng lớn càng tốt Trương Dương nói, từ trước đến nay ngắm cảnh đều không đẹp bằng nghe cảnh, giờ đây trên núi Thanh Sơn đều đen xì rồi. Cha Vi nói, không sao, chúng tôi đến đó cũng thử xem hương vị của lều trại, sau khi đến núi Thanh Sơn, chúng tôi sẽ tìm một chỗ dựng lều, tối nay sẽ có hội trại. Câu này của cô ngay lập tức nhận được sự đồng ý ủng hộ của các bạn. Đối diện với đám học sinh chưa bước ra khỏi cánh cửa trường học này, Trương Dương chỉ có thể cười đau khổ, so với họ, hắn thật là già có lẽ không nên nói là già, mà nên nói là trưởng thành. Trương Đại Quan ngay lập tức nghĩ đến việc mình sắp sửa trở thành phó thị trưởng phong trạch. Một phó thị trưởng không thể giống như họ được, mình phải khiêm nhường, phải vững vàng thận trọng trước đó hắn không phải như vậy, nhưng giờ hắn bắt đầu học. Cố dưỡng dưỡng vốn muốn ngồi cạnh Trương Dương, nhưng Cha Vi đã ngồi trước rồi. Cha Vi nói, Trương Dương, chúng tôi đến đông người như thế này, có phải làm khó cho anh không? Trương Dương nói, có gì làm khó đâu, ở cùng với mọi người, tôi cũng cảm thấy mình trẻ ra nhiều lắm đám học sinh đồng thời cười rộ lên cố dưỡng dưỡng nói anh trương cái điệu bộ anh nói chuyện thật giống cha tôi cha vi cười nói cha tôi cũng đã từng nói như vậy trương dương thấy họ đang hừng hực khí thế không thể làm họ cụt hứng được hắn nói với người lái xe đến xuân dương đi sắc mặt của người lái xe lộ ra vẻ khó coi hôm nay y ra đây là để đến ga tàu hỏa đón người nhưng sao trương dương nói thay đổi là thay đổi nghe lời của mấy đứa nhóc điên này, ngay lập tức thay đổi chủ ý đi đến Xuân Dương, y cũng không dám đắc tội Trương Dương, những người lái xe trôn chính phủ thành phố thị ủy này, không dám đắc tội ai cả. Trương Dương thấy người lái xe khó xử, với tính khí trước kia của hắn, đã mắng người lái xe một trận từ lâu rồi, nhưng giờ đây hắn cũng biết suy nghĩ cho người khác, hắn gọi điện cho Giang Lạc, bảo Giang Lạc xử lý tốt việc xuất xe. Cha Vi nói, chúng tôi đến đông người thế này có phải không dễ sắp xếp không, nếu như có gì khó xử thì anh cứ nói ra, không phải ngại. Trương Dương biết Cha Vi đang khích đều, hắn cười nói, có bạn từ xa đến vui bao nhiêu, các cô cứ vui chơi cho thỏa thích, không cần lo những việc khác đâu. Mặc dù những học sinh đến không nhiều, nhưng trong đó đều là con của lãnh đạo, chỉ riêng những người Trương Dương biết, cố dưỡng dưỡng đã là con gái của bí thư thị ủy Bình Hải Cố Doãn Chi. Cha của Cha Vi Cha Tấn Nam là phó bộ trưởng bộ trung tổ, Giang Quang Á là cháu của nguyên phó thủ tướng Giang Đạt Dương, những học sinh này bình thường chẳng phải chịu khổ cực gì, nếu như sắp xếp họ đến sơn trang của Ngưu Văn Cường thì hơi kém tắm một chút, Trương Dương nghĩ một lúc rồi quyết định sắp xếp họ đến thôn nghỉ mát tắm suối nước nóng ghi cốc. Lâm Tú không ở thôn nghỉ mát, cô gọi điện thoại để sắp xếp chuyện này. Khi chiếc xe khách đi đến thôn nghỉ mát suối nước nóng, giam độc thôn nghỉ mát là Khang Cường đã đem theo hơn 10 nhân công đến đợi trước cửa, rất long trọng. Khang Cường đã quen Trương Dương từ lâu, anh ta đến trước mặt Trương Dương, cười nói, chủ nhiệm Trương, phòng đã sắp xếp xong rồi. Tôi bảo người phục vụ chuẩn bị phòng một chút, có cơm ngay đây. Trương Dương nhìn thời gian, rồi nói với Giang Quang Á, Quang Á, giờ là 7 rưỡi, 8 giờ chúng ta tập hợp ăn cơm. Môi trường ở thôn nghỉ mát tắm suối nước nóng rất tốt, nhưng cha Vi không thích, cô kháng nghị, chẳng phải đã nói rằng hôm nay cắm trại sao. Trương Dương nói, các cô đi đường xa mệt rồi, ăn bữa cơm đã, rồi đi tắm nước nóng, nghỉ ngơi cho thoải mái một buổi tối. Ngày mai hắn nói đến chuyện cắm trại, trên núi Thanh Sơn có rất nhiều dã thú, nếu như gặp phải sói thì xong đời rồi. Hắn không phải cố tình dọa Cha Vi, mà năm ngoái hắn và Trần Tuyết đã gặp phải bầy sói đằng sau núi Thanh Vân. Sau khi đã phân bố phòng xong, Trương Dương ở tại biệt thự suối nước nóng, trong biệt thự có suối nước nóng, hắn gọi điện thoại cho Cố Gia Đồng, báo cáo tình hình Cố dưỡng dưỡng và bạn của cô đến Giang Thành. Cố Giai đồng nghe nói cố dưỡng dưỡng đến núi Thanh Sơn rất ngạc nhiên, cô nhẹ nhàng nói, mấy hôm trước lúc em đi Bắc Kinh còn hỏi nó 1.5 có về không, nó còn bảo chuẩn bị về kia. Trương Dương nói, kế hoạch không bằng thay đổi mà, lần này không những nó đến, mà còn có cả hơn 10 bạn học nữa đấy. Cố Giai đồng nói, nhà đầu này, ngày càng không biết điều, toàn làm loạn thêm cho anh. Trương Dương cười nói, với quan hệ của chúng ta, có gì đâu mà loạn chứ. Cố Giai Đồng nói, chúng ta có quan hệ gì? Quan hệ của chúng ta là song trùng xác thịt và tinh thần. Lưu Manh, anh chẳng thể nói những câu tử tế. Trương Dương cười, rồi lại nói việc Đỗ Thiên Giã đề nghị hắn đến làm phó thị trưởng phong trạch, bảo Cố Giai Đồng hỏi một chút, tại sao việc này nhắc đến đột nhiên mất tâm mất tích, có phải là bên trên có ai đó gây trở ngại rồi không? Cố Giai Đồng nói, trở ngại gì chứ, anh tưởng rằng nhiệm vụ của một cán bộ cấp phó sở, còn cần trong tỉnh mở cuộc họp à trương dương nói anh chỉ tiện hỏi vậy thôi nếu như em không tiện thì thôi vậy cố giai đồng nói việc của anh em chưa nghe cha nói nhưng đỗ thiên giã đã nhắc đến thì em sẽ nói với cha xem ông có thể giúp anh được gì không vậy thì ngại lắm trương đại quan nói cố giai đồng mắng anh trở nên giả tạo như vậy từ bao giờ thế rõ ràng là muốn làm quan chết đi được mà trên miệng lại nói rằng không quan tâm em nói cho anh nhé trương dương em ghét nhất là giả tạo đấy Trương Dương nói, vâng, 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 chị Giai đồng dậy chí phải. Về sau quyết không dám giả tạo trước mặt chị nữa, à. Em muốn làm chuyện đó với chị rồi. Cố dai đồng đỏ mặt mắng, cút xa đi. Cố nghe thấy tiếng bước chân xuống lầu của cha, sau khi tạm biệt Trương Dương, rồi cục điện thoại. Cố Doãn Chi nói, điện thoại của ai thế? Cố Giai đồng bước lên trước, đỡ tay cha ngồi xuống ghế của Trương Dương, cậu ấy gọi điện đến là vì chuyện của dưỡng 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 nghe đến tên con gái đột nhiên cố doãn chi thấy căng thẳng cố giai đồng nói dưỡng dưỡng và một đám bạn học nhân lúc nghỉ 1.5 đi đến núi thanh sơn để vẽ cảnh chẳng nói với trương dương trước đó làm cho mọi việc rất đột ngột cố doãn chi nghe chuyện xong ngay lập tức yên tâm ông điềm đạm nói trương dương chẳng phải là bá vương ở đó sao có sự việc này không làm khó cậu ta được đâu cố giai đồng nói cha trương dương nói Đỗ Thiên Giã mời cậu ấy đến làm phó thị trưởng thành phố Phong Trạch. Cố Doãn Chi ừm một tiếng chậm rãi, nhấc tờ báo trên bàn lên định xem, nhưng lại bị Cố dai Đồng giật lại, cha. Nghe nói thường ủy bên Giang Thành có không ít người phản đối chuyện này, cha xem. Cố Doãn Chi tháo cặp kính lão xuống, cậu ta còn trẻ, kinh nghiệm ít, có tiếng nói phản đối cũng là chuyện bình thường. Đỗ Thiên Giã bảo cậu ta đến phong dịch làm phó thị trưởng, mục đích cũng quá rõ ràng, nhất định là để kìm hãm tôn đông cường, những người cán bộ trẻ này, có nhiều sức lực như vậy không mang ra để kiến thiết kinh tế, không mang ra để cải cách mở cửa, cả ngày cứ nghĩ đến chuyện đấu tranh chính trị, thật là làm cha thất vọng." Cố Gia Đồng nói, "Quan trường Trung Quốc có bao giờ không đấu tranh chính trị hả cha? Con thấy cả đời cha cũng không ngừng đấu tranh." Cố Doãn Chi cười ha ha nói, "Chính vì cha đã đi trên con đường đó, nên cha mới biết được tính nguy hại của đấu tranh chính trị." vì vậy cha không muốn những cán bộ trẻ tuổi này tiếp tục phạm phải sai lầm đó nữa. Cố Giai Đồng nói, có thay đổi được không? Từ cổ trí kim, văn hóa quan trường của Trung Quốc chính là một cuốn sử đấu tranh, ai muốn thay đổi cũng không thể thay đổi được. Cố Doãn chi rụi rụi mũi, cứ đấu đi, ai đấu cũng chẳng liên quan gì đến cha nữa rồi, cha giờ đây chỉ đợi đến khi giao cái chức này cho người khác, sau khi nghỉ hưu, cha sẽ không quản việc thị phị trên quan trường nữa. Cố gia đồng nói cha, theo cha thì Trương Dương có thể thắng lợi đến làm phó thị trưởng Phong Trạch không? Cố Doãn Chi nói, phó thị trưởng quản việc văn giáo vệ, chẳng phải là thường ủy thành phố gì, nếu như cậu ta có thể khống chế được tính cách thì nhất định sẽ có thể thắng lợi. Cố Doãn Chi dày dặn kinh nghiệm, ông hiểu rằng con gái ông muốn ông tham dự vào việc này, Cố Doãn Chi không phải là không muốn giúp Trương Dương, mà là cảm thấy không cần thiết phải tham dự vào chuyện này, cục diện chính trị của Giang Thành ông đã lưu ý rồi ông biết rằng với sự xuất hiện của Kiều Trấn Lương, cả quan trường Bình Hải sẽ phải đối mặt với một sự bão táp hoàn toàn mới. Đỗ Thiên Giã nhất định đã cảm thấy điều đó, nên giờ đây gã đang gấp rút phòng vệ, muốn khống chế cục diện chính trị của Giang Thành. Có điều với tình hình mà cố doãn chi hiểu được, Đỗ Thiên Giã những năm tiếp theo có lẽ không lạc quan. Tâm thế hiện nay và vị trí của cố doãn chi càng có thể bình tĩnh phân tích vấn đề. Trong lòng ông không hề hy vọng nhìn thấy việc giữa Kiều Trấn Lương và Tống Hoài Minh phát sinh mâu thuẫn, sự đấu tranh chính trị nhất định sẽ làm phân tán tinh lực của hai vị lãnh đạo từ đó ảnh hưởng đến phát triển của bình hải nhưng cố doãn chi hiểu rằng mâu thuẫn giữa kiều trấn lương và tống hoài minh chắc chắn phải xảy ra ông ta không thể ngăn cản đã không thể tránh được trận bão táp này thì cố doãn chi hy vọng trận bão táp đó qua đi càng sớm càng tốt nếu như kiều trấn lương và tống hoài minh có thể tìm thấy được điểm cân bằng đạt được một sự ngầm hiểu mới thì với ngàn ngàn vạn vạn người dân ở bình hải tuyệt đối là một việc tốt lớn Chương 354, nhà tắm công cộng. Câu này lần đầu nghe thì chẳng thấy gì, nhưng nếu như nghĩ kỹ lại hình như có chút cảm giác cảnh cáo vậy, Trương Dương thầm cười, cha Tấn Nam không những lo lắng con mình, mà còn không yên tâm về nhân phẩm của hắn nữa. Lúc này vừa vặn Giang Quang Á chạy ra từ phòng mình, ngồi xổm ở ngoài nôn, Trương Dương nói, "Chú cha, chú yên tâm, họ đến đây là để vẽ cảnh thật, cháu sẽ chăm sóc họ đầy đủ, để họ an toàn, trở về trường học không xây sát gì." điều này đồng nghĩa với việc đảm bảo với cha tấn nam cố giai đồng nhìn người cha đang rất mực thâm trầm do dự có nên kinh động đến ông hay không tiếng đồng hồ treo tường đã làm kinh động đến cố doãn chi ông thấp giọng nói đến giờ rồi cố giai đồng hơi ngứa người chỉ cảm thấy câu này của cha cô có hai hàm ý ông rốt cuộc là chỉ thời gian hay là chỉ sĩ đồ của mình có lẽ cả hai ý nghĩa đó cố doãn chi nhìn cô con gái lòng đầy điều muốn nói ông cười nhẹ nhàng vỗ lên vai cố giai đồng giai đồng một người có thể giành được thành tựu thế nào có thể bước đến vị trí thế này không phải do người khác quyết định mà là do chính bản thân mình quyết định đột nhiên ông thay đổi chủ đề căn nhà dưới quê sửa đến đâu rồi cố giai đồng nói đã giao cho một người bạn ở huyện bình đông nam tích làm rồi còn vẫn chưa kịp đến đó xem cố doãn chi nói sắp rồi mấy ngày nữa là cha đã nghỉ hưu rồi chúng ta cùng về quê xem cho thỏa lúc ăn cơm, cố dưỡng dưỡng rõ ràng hơi không vui, cô tìm cơ hội nói với trương dương, anh gọi điện cho chị em rồi à? trương đại quan cười hà hà, không phủ nhận. cố dưỡng dưỡng nói, trước kia em không biết anh thích kể chuyện bí mật thế đâu. trương dương nói, tôi vốn là một người thích hợp làm gián điệp, ra ngoài làm sao có thể không nói với người nhà một câu được? người nhà cô sẽ lo lắng lắm, cô cũng phải để ý đến cảm xúc của người nhà chứ cố dưỡng dưỡng lườm hắn rồi nói, mẹ em đã mất rất nhiều năm rồi. Trương Dương đang muốn giáo huấn cô mấy câu, nhưng cha Vi và hai cô nữa đã cầm cốc rượu đến. Người ta đến để cảm ơn sự đón tiếp thịnh tình của Trương Dương. Trương Dương nhìn bọn họ, rồi lại nhìn ba cô gái ở bên cạnh, đột nhiên nhớ đến lúc khiêu vũ ở trường nghệ thuật. Hắn cười nói, cha Vi, chúng ta đừng thế này, chiến luân lưu đi. Cha Vi cười nói, lần này không phải là chiến luân lưu, mà là chúng tôi thật sự muốn cảm ơn tấm lòng thịnh tình của anh, anh cứ uống rượu cho thỏa." Trương Dương nói, "Uống với phụ nữ làm sao thỏa được, nếu như tôi thỏa thì các cô có đồng ý không?" Một đám học sinh nữ đều cười khanh khách, mặc dù biết rõ Trương Dương đang trêu họ, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất thoải mái. Trương đại quan trên quan trường không thể nào bằng những cách hắn đối với đàn bà. Giang Quang Á và những nam sinh khác đều nhìn Trương Dương đầy bái phục, sao người ta có thể luyện dẻo mỏ vậy được nhỉ? làm sao mình có thể dỗ dành phụ nữ như vậy được. Trương Dương dỗ dành đám nữ sinh này đều là vô ý cả, tên này mặc dù lắm thói hư tật sắt, nhưng ưu điểm cũng không ít, hắn đối xử với mọi người hết sức nhiệt tình, khi uống rượu lại rất vui vẻ, vốn hắn đã giỏi rượu, lại thêm vụ khua môi múa mép, vừa vặn đến đâu là trêu gẹo đến đấy, rất hài hước mà lại vô cùng phong tình, thỉnh thoảng lại cho một vài câu bậy bạ, làm cho người nghe không cảm thấy hắn hạ lưu mà lại còn cảm thấy hắn rất cun là đằng khác. Thời đại bây giờ đã không phải là thời đại phải nho nhã tao nhân mặc khách nữa, đàn ông thô lỗ cũng là đàn ông. Trương đại quan cũng đẹp trai, cùng với sự nâng cao của chức quan, khí chất và tu dưỡng của bản thân cũng ngày càng nâng cao lên. Đối với những học sinh này, khó lắm có được một lần ra ngoài thoải mái thế này, họ nói là chạy ra đây để vẽ cảnh, những người này đều là ủy viên hội học sinh, vốn dĩ Giang Quang Á đề nghị đi cổ trấn ở Giang Nam, nhưng cố dưỡng dưỡng để ra núi Thanh Sơn, cha vi phụ Hỏa theo, thế là việc này đã thành công, họ quyết định rất nhanh và đến cũng rất đột ngột. Những người trẻ tuổi này thích quyết định nhanh, họ không thích suy nghĩ trần trừ, không đi nghĩ đến hậu quả, nhưng họ dám làm dám nghĩ. Trương Dương không dự định chuốc say đám học sinh này, nhưng họ rõ ràng hơi thoải mái thái quá. Trương Dương không chuốc họ, thì tự họ cũng uống, ngay cả Giang Quang Á bình thường vốn nho nhã, giờ đây cũng mặt đỏ bừng bừng, vốn mặt cậu ta rất trắng. Nhưng có men rượu vào, cả bộ mặt biến thành màu đỏ như khỉ đít đỏ vậy cậu ta cầm cốc rượu đến chỗ trương dương trương dương nào tôi mời anh một chén cảm ơn sự chiêu đãi của anh trương dương cười gật đầu uống với anh ta một chén đột nhiên nghĩ đến anh họ của cậu ta là triệu quốc lương giang quang á thuận mắt hơn rất nhiều so với triệu quốc lương mặc dù xuất thân khá giống nhau nhưng hai người lại có lối sống khác hẳn nhau lần này giang quang á đến núi thanh sơn là để theo đuổi cố dưỡng dưỡng nhưng thấy biểu hiện trước mắt của cố dưỡng dưỡng vẫn rất cách xa với giang quang á có lẽ khả năng thất bại của giang quang á là rất cao cha vi uống hơi nhiều cô bắt đầu vỗ vai trương dương trương dương mặc dù anh không sắp xếp chúng tôi đốt lửa trại nhưng có điều cũng được coi là hiếu khách trương dương cười nói chỉ cần các cô hài lòng là được rồi hắn nhắc nhở cha vi đừng uống nhiều quá uống say rồi không cho phép các cô đi tắm suối nước nóng hắn nói xong rồi quay ra nhìn cả cố dưỡng dưỡng và tất cả người khác đều say choáng váng Hắn cười khổ hạnh lắc đầu nói, "Hôm nay đừng đi tắm nữa." Cha Vi rất hứng khởi, "Không đi thì không đi, suối nước nóng quái gì chứ, chỉ là một cái bể tắm công cộng thôi. Chúng ta uống rượu, uống không say không về." Trương đại quan dở khóc dở cười, "Cha đại tiểu thư à, cô cũng là khuê nữ, sao chẳng có chút khí chất của khuê nữ chút nào thế?" Cha Vi nhíu nhíu mày, "Anh đang nói đều tôi, các bạn, chúng ta uống với anh ta." Trương Dương nhìn đám nữ sinh đã say này có lẽ không uống được bao lâu nữa, hắn lựa lời hay ý đẹp để khuyên họ không uống thêm, đến tận 10 giờ rưỡi, ai nấy mới về phòng, cố dưỡng dưỡng cũng uống nhiều, đến đứng cũng không đứng lên được, Trương Dương ôm cô ấy, bên này cha Vi cũng đang lắc lư dựa trên người hắn. Trương Dương chẳng biết làm thế nào, hắn thấy cha Vi còn đi được, nhắc nhở cô, nắm lấy tôi cho chắc, tôi đưa hai cô về. Căn phòng phân cho mấy người cha Vi trước đó vốn có suối nước nóng ở trong, nhưng Trương Dương lo họ uống say rồi sẽ xảy ra chuyện, nên bảo Khang Cường bố trí một phòng khác. Khi sắp đến cửa phòng, cố dưỡng dưỡng đột nhiên giơ tay ôm lấy cổ Trương Dương, Trương Dương giật mình, cảm thấy mặt cố dưỡng dưỡng đang áp sát vào ngực hắn, một lúc sau, nước mắt cô đã làm ướt áo hắn. Trương Đại Quan ôm lấy cơ thể mềm nhũn của cố dưỡng dưỡng đột nhiên cảm thấy quá nặng, khó khăn lắm mới ôm cố dưỡng dưỡng đặt lên giường, giúp cô cởi giày, đắp xong chăn, dưới ánh sáng đèn, dưới đôi lông mày thanh tú của cố dưỡng dưỡng đang lấp lánh giọt lệ. Trong lòng Trương Dương thầm thở dài, tình cảm của cố dưỡng dưỡng đối với hắn đã vượt quá tình bạn, điều này rất nguy hiểm với hắn, hắn nhất định phải giữ khoảng cách với cố dưỡng dưỡng. Tiếng chuông điện thoại làm Trương Dương tỉnh lại, hắn quay người ra nhìn, thì phát hiện cha Vi đứng bên cạnh hắn đã không thấy đâu nữa, hắn bước ra khỏi phòng, thấy cha Vi đang ngồi trên ban công, cầm chiếc điện thoại, mặt ngớ ra trương dương cười nhắc nghe điện thoại đi lúc này cha vi mới tỉnh lại mở điện thoại ra người gọi điện đến là cha của cô cha tấn nam con gái và bạn học cùng đi ra ngoài người làm cha nhất định không yên tâm hôm nay ông đã gọi cho cô ba lần cha vi uống khá nhiều nói chuyện hơi ngật ngưỡng cha cha yên tâm đi chúng con có uống ít rượu không sao không sao cha tấn nam nghe thấy con gái nói ngắc ngứ rõ ràng uống đã nhiều ông quan tâm nói con đã đi nghỉ chưa? Ở ngoài đó nhất định phải chú ý an toàn đấy. Cha Vi cảm thấy ngán ngẩm nói cha, cha thật là lằng nhằng quá. Được rồi, hay là cô nhìn Trương Dương rồi đưa điện thoại cho hắn, anh nói chuyện với cha tôi đi. Trương Đại Quan ngớ người, có được không? Cha Vi kiên quyết đưa điện thoại cho Trương Dương. Trương Dương chỉ đành cầm lấy điện thoại, rồi chào một tiếng chú cha rất cung kính. Cha Tấn Nam nói, cậu là Trương Dương đúng chứ, trương dương cười nói là cháu ạ à, chú yên tâm cháu đã sắp xếp cho 20 học sinh bạn của cha vi đến thôn nghỉ mát suối nước nóng xuân hy cốc rồi buổi tối nay họ uống hơi nhiều giờ đây đang về phòng cha tấn nam nói trương dương tôi và phó thủ tướng văn là bạn cũ lâu rồi tôi cũng rất quen với tỉnh trưởng tống lần này làm phiền cậu rồi câu này lần đầu nghe thì chẳng thấy gì nhưng nếu như nghĩ kỹ lại hình như có chút cảm giác cảnh cáo vậy trương dương thầm cười cha tấn nam không những lo lắng con mình mà còn không yên tâm về nhân phẩm của hắn nữa. Lúc này vừa vặn Giang Quang Á chạy ra từ phòng mình, ngồi xổm ở ngoài nôn, Trương Dương nói, chú cha, chú yên tâm, họ đến đây là để vẽ cảnh thật, cháu sẽ chăm sóc họ đầy đủ, để họ an toàn, trở về trường học không xây sát gì. Điều này đồng nghĩa với việc đảm bảo với cha Tấn Nam. Trương Dương nói chuyện hắn vừa đi tắm nước nóng cho cô nghe, đương nhiên hắn không nói còn có cha vi tắm cùng hắn. Cố dài đồng trách, nửa đêm nửa hôm rồi, còn tắm táp công cộng gì nữa. Trương Dương cười, không ngờ khuê nữ lại nghĩ như vậy, với họ, suối nước nóng chỉ là cái bể tắm công cộng sao. Cố Giai đồng không hiểu hắn cười gì, nhẹ nhàng nói, vừa nãy em gọi điện cho dưỡng dưỡng, nó không vui, hình như uống không ít rượu. Trương Dương thở dài nói, đám thanh niên này khó khăn lắm mới có dịp ra ngoài, không ai quản cả, hôm nay họ quá vui, nên uống không ít, em yên tâm đi, giờ đây họ đã ngủ hết rồi dưỡng dưỡng và cha vi ở cùng một phòng cố giai đồng hiểu rằng trương dương muốn mượn câu này để nói gì đó cô đã nhận ra tình cảm của em gái cô đối với trương dương không bình thường đã nhiều lần nhắc nhở trương dương trương dương cũng ý thức được điểm này cố giai đồng nói vất vả cho anh rồi cha vi giật lấy điện thoại nói cha à cha phiền thế nhỉ cha có thể cho con một chút tự do một chút không gian hay không nói xong cô cục máy Trương Dương nói, nói chuyện với cha cô cô cũng phải khách khí chút, người ta là phó bộ trưởng bộ trung tổ. Bộ tổ chức trung ương, chuyên quản lý quan viên, nhân sự. Cha Vi trừng mắt với Trương Dương, tôi có phải là cán bộ đâu. Cha tôi không quản được tôi. Sao, anh sợ cha tôi à? Trương Dương cười nói, tôi không sợ ông ấy, tôi sợ đám ma rượu các cô. Cha Vi cười khanh khách, thấy Giang Quang Á vẫn đang nôn ở bên cạnh. Cho mày nói, Quang Á, cậu nôn thì có thể tìm một chỗ không có người không? Nhìn cậu nôn thêm, tôi cũng không chịu nổi nôn ra rồi. Giang Quang Á bụng miệng chạy ra chỗ xa hơn. Trương Dương chỉ căn phòng, đưa cha Vi vào phòng, rồi đóng cửa lại, nói với người phục vụ nữ bê trà, cô để ý dùm, mấy người này uống nhiều quá. Trương Dương lại đi tìm Giang Quang Á, đưa Giang Quang Á nôn ra mật xanh mật vàng vào phòng. Giang Quang Á mơ màng nói tôi không uống rượu nữa đâu, Trương Dương nói, trên đời này không có gì là tuyệt đối đâu, uống rượu có mức độ là được rồi. Đến khi hắn làm xong mọi việc, đã là 11 giờ, Trương Dương chưa về biệt thự ngay, hắn thay đồ bơi, rồi ngâm mình trong làn nước nóng, buổi tối ở Xuân Hy Cốc rất yên lặng, cả khu tắm nước nóng chỉ còn lại mình Trương Dương, Trương Đại Quan thoải mái nằm trong dòng nước nóng, hưởng thụ dòng nước đang chảy qua thân mình, ngẩng mặt đón từng cơn gió nhẹ, những ngày hè đã dần đến. Ngọn gió núi cũng dần mất đi cái lạnh lẽo của những ngày trước đó, Dần dần trở nên ấm hơn, Trương Dương thoải mái ngâm nga. Khi Trương đại quan đang hưởng thụ cảm giác hòa mình với thiên nhiên thì tiếng nước đột nhiên thay đổi, Trương Dương mở to đôi mắt, ngỡ ngàng nhìn vị khách không mời mà đến. Cha Vi mặc một bộ bikini màu đen, từng đường cong lộ rõ, dưới ánh trăng, da thịt cô trắng ngần. Với con mắt khó chiều của Trương đại quan cũng không thể không công nhận Cha Vi là một mỹ nữ, eo cô rất thon, những đường cong hoàn mỹ trên cơ thể làm người ta phải ngất ngây vì uống rượu đã nhiều nên hai mắt của cha vì nửa nhắm nửa mở càng làm toát ra một hương vị phong tình trương dương nói cha đại tiểu thư sao không đi ngủ nửa đêm lại chạy tới bể tắm công cộng thế này cha vi cười tay cô nghịch nước tư thế rất đẹp uống nhiều quá không thể nào mà ngủ được trương dương nói sau khi uống rượu đi tắm nước nóng rất nguy hiểm chẳng có hiệu quả gì đâu cha vi nói tôi vừa nôn ra rồi lúc này đã tỉnh lại tôi say thì nhanh tỉnh cũng nhanh Trương Dương nói, về sau đừng uống rượu như vậy nữa, hại người. Cha Vi nói, có phải là anh cảm thấy những đám học sinh như chúng tôi rất ngốc, tuổi trẻ nông nổi không? Trương Dương cười nói, hơi hơi. Cha Vi nói, chúng tôi luôn giống dưới sự bảo vệ của cha mẹ, giống như con chim bị nhốt trong lồng vậy, giờ đây khó khăn lắm mới có cơ hội được bay nhảy, nên phóng túng một chút cũng là chuyện bình thường. Trương Dương gật đầu. Cha Vi nói, khi tôi ở nhà, thường xuyên cãi nhau với cha mẹ, một chút chuyện nhỏ cũng cãi được trương dương cười nói tôi nhìn ra rồi từ cuộc điện thoại vừa nãy của cha cô với cô có thể nhận thấy điều đó cha vi nói tôi rất ghét họ cứ quản tôi từ nhỏ tôi đã muốn làm một nha đầu hoang dã rồi họ đều nói tôi tính giống con trai nhưng đáng tiếc lại thành cơ thể con gái trương dương nói thật ra cô cũng rất có hương vị phụ nữ đấy chứ cha vi trừng mắt với hắn rốt cuộc anh đang mắng tôi hay là đang khen tôi trương dương cười ha ha chúng ta đừng tắm thế này nữa để các bạn học của cô nhìn thấy không chừng lại lời ra tiếng vào anh sợ à trương dương cười không phải là tôi sợ mà tôi sợ liên lụy đến cô cô không biết trên người tôi những danh hiệu không đẹp đẽ gì rất nhiều dù là phụ nữ nhà tử tế hay là khuê nữ chưa chồng khi đã dính đến tôi thì thanh danh nhất định sẽ bị ảnh hưởng hai con mắt cha vi đột nhiên trở nên thần bí anh đang tự khoe mình có sức hút đấy à Trương Dương cười khổ hạnh nói, các cô là những người làm nghệ thuật, tư duy và cách nghĩ của các cô bay lên tận chín tầng mây ấy. Một câu nói tử tế, mà sao rơi vào tay các cô nó đã thay đổi rồi, cô có nghe hiểu tiếng người không? Cha Vi cười khanh khách, tôi nghe hiểu tiếng người, nhưng không nghe hiểu tiếng anh nói. Chửi tôi à, Trương Dương thở dài, hắn chuyển sang bên tắm cá, một lúc sau, đám cá con đã vây lấy người hắn, không ngừng nhẹ nhàng cắn người hắn. Cha Vi cũng đi theo, cô nhẹ nhàng trườn vào dòng nước, làm đám cá đang vây lấy Trương Dương cũng chạy đi. Sau khi Cha Vi bước vào, dần dần dòng suối cũng yên lặng, đám cá con cũng vây lấy hai người họ, cảm giác được cá cắn rất thoải mái, Cha Vi rất mẫn cảm, thỉnh thoảng bật cười khanh khách. Trương Dương vốn không muốn cười, nhưng điệu bộ của Cha Vi cũng làm hắn bật cười theo. Cha Vi cố gắng nhịn cười, tôi rất buồn cười sao? Trương Dương nói, rất ít cây ếch thấy cô gái nào thích cười như cô đang nịnh tôi đấy à? Không, tôi đang nói thật đấy chứ. Cha Vi gật đầu, Trương Dương, dưỡng dưỡng rất thích anh. Nhắc đến chuyện này, Trương Dương ngay lập tức hiểu ra, nhất định là việc cố dưỡng dưỡng ôm lấy cổ hắn khóc vừa nãy đã bị cô ấy nhìn thấy. Trương Dương trong lòng thầm nói, cô biết gì cơ chứ? Dưỡng dưỡng là em dâu của tôi đấy. Điều này hắn không thể nói với cha Vi, thái độ của hắn rất bình thường, có cô gái nào là không có sự rung động cơ chứ, thích không phải là yêu, biết bao cô gái thích minh tinh, cũng chẳng thấy họ yêu minh tinh đến chết mà. Cha Vi thở dài nói, tôi chẳng thấy anh có điểm gì tốt cả, Giang Quang Á đẹp trai hơn anh nhiều, nhưng tại sao cố dưỡng dưỡng chẳng thèm để ý đến cậu ấy. Trương Dương cười hì hì, trong lòng rất đắc ý, đàn ông luôn như vậy, hắn thần bí nói với cha Vi, biết tại sao không. Giang Quang Á xuất sắc như vậy, cô và cậu ta lại là thanh mai trúc mã, cậu ta uống nhiều rồi sao cô không đi chăm sóc cậu ta, mà lại chạy đến đây tắm cùng với tôi, điều này đã chứng minh rằng tôi có sức hút người khác không thể cưỡng lại được. Mắt Chavi tròn ra, trên đời này không ngờ lại có người mặt dày như vậy, nhưng ngay lập tức cô ta đã cười khanh khách. Trương Dương ngạc nhiên nói, cô cười cái gì? Nước mắt của Chavi sắp rơi ra rồi, ha ha. Cá đang cắn ngón chân tôi. Trương Dương cúi đầu nhìn, thì thấy một bầy cá nhỏ đang túm tụm lại giữa hai chân há, như một cuộn len vậy, Chavi cũng nhìn theo ngay lập tức mặt đỏ lên, rồi nhảy ra khỏi bể. Khi Trương Dương đưa Cha Vi về phòng, đã là 12 giờ đêm, Cha Vi đã hoàn toàn tỉnh rượu, cô vẫy tay với Trương Dương, anh về nghỉ sớm đi, ngày mai còn phải đưa chúng tôi lên ngọn thanh vân vẽ cảnh nữa. Trương Dương không hy vọng quá nhiều vào việc này, mỉm cười nói, tỉnh rượu đã rồi tính sau, tối nay cô có chăm sóc cho dưỡng dưỡng, cô ấy uống nhiều quá rồi. Cha Vi nói, tôi uống còn nhiều hơn cô ấy. Trương Dương cười nói cô là anh hùng vương quốc rượu. Cha Vi cười vẫy vẫy tay với hắn ta. Trương Dương về đến phòng mình, phát hiện điện thoại của hắn đã có 5 cuộc gọi nhớ, toàn bộ là của Cố Giai Đồng, xem ra không chỉ là cha Cha Vi lo lắng, mà Cố Giai Đồng cũng không yên tâm về hắn. Trương Đại Quan thầm kiểm điểm lại, nhân phẩm của hắn chẳng lẽ lại không đáng tin vậy sao? Hắn gọi điện lại cho Cố Giai Đồng. Cố Giai Đồng vẫn chưa ngủ, nghe thấy tiếng nói của Trương Dương, quan tâm hỏi, em gọi điện cho anh mấy lần, sao anh không nhấc máy? Trương Dương nói, vất vả gì đâu, vì dân phục vụ thôi mà. Cố Giai Đồng nói, sau một tháng năm em mới có thể đi Giang Thành, gần đây muốn về quê Nam Thích xem thế nào, cha em nói sau khi nghỉ hưu sẽ về Tây Tiểu sống, em phải sửa sang lại nhà cửa nhanh nhanh. Trương Dương đoán không sai, giám học sinh mỹ thuật này đã uống khá nhiều. Ngày hôm sau ai nấy đều ngủ như chết, người đầu tiên tỉnh dậy là Giang Quang Á, cậu ta bước ra khỏi phòng với vẻ mặt trắng bệch, thấy Trương Dương và Khang Cường đang đánh tennis, chậm chậm bước đến. Trương Dương cầm chiếc khăn lên lau mồ hôi nói, Quang Á, chơi không? Giang Quang Á lắc đầu, thật ngưỡng mộ sức khỏe Trương Dương, tối qua uống nhiều như vậy, mà hôm nay vẫn còn sức để chơi bóng. Khang Cường nói, không chơi nữa đâu, tôi còn phải đi tiếp một đoàn nữa, hai người chơi đi. Nói rồi anh rời khỏi sân tennis. Trương Dương ngồi xuống bên cạnh Giang Quang Á, Thấy gương mặt trắng bệch của cậu ta, đồng cảm nói, uống nhiều rồi có phải khó chịu lắm không? Giang Quang Á gật đầu, cảm thấy hơi thở của mình vẫn còn đầy nùi rượu, cậu ta thở dài nói, tôi không giỏi uống rượu, về sau không uống nữa. Trương Dương nói, tử lượng có cao có thấp, khống chế được là tốt rồi, quan trọng nhất là phải hết hứng. Giang Quang Á đột nhiên ngơ ngác nói một câu, tôi nghe nói chuyện của anh ở Đông Giang rồi. Trương Dương hơi ngớ người ngay lập tức nghĩ ra chuyện triệu quốc lương bị đâm chết trương dương nói sự việc của anh họ cậu tôi cũng rất tiếc giang quang á nói ngay từ đầu tôi đã tin anh không liên quan gì đến cái chết của anh họ tôi anh sẽ không làm như vậy trương dương nói tin tôi đến thế à giang quang á cười rất rạng rỡ tôi là một người tin vào trực giác tình cảm của hai anh em họ không sâu đậm lắm nhưng lần này cái chết của triệu quốc lương làm ông nội cậu ta rất thương tâm Trương Dương không muốn tiếp tục nói đến chuyện này, thấy cha vì và cố dưỡng dưỡng bước đến bên cạnh họ. Hắn đứng dậy đón, hai vị đại tiểu thư, chẳng phải hai người phải dậy sớm đi vẽ cảnh sao. Cố dưỡng dưỡng cười một cách xấu hổ. Cha vi ngáp, ngủ vẫn sướng hơn, dù sao thì chúng tôi cũng chẳng phải về ngay, ngày mai dậy sớm đi vẽ. Trương Dương nói, hôm nay thì sao? Giang Quang Á cũng bước đến, Trương Dương, chúng ta đi leo núi đi, lần này mang cả khung tranh đến đây rồi, không thể chỉ uống rượu mà không làm gì được. Trương Dương nói, được, sau khi ăn cơm trưa, tôi đưa mọi người đi leo núi. Cha Vi hoan hô, được, có điều, chúng tôi định ở lại trên núi tối nay, lều trại cũng mang đi cả rồi. Trương Dương đã nhận ra, họ không đốt lửa trại không can tâm, hắn gật đầu nói, lên trên núi đã rồi tính sau. Lúc này Đỗ Thiên Giã gọi điện thoại đến, vốn Trương Dương tưởng rằng gã thông báo cho hắn việc của Phó Thị trưởng Phong Trạch, nhưng nhận được điện thoại mới biết đỗ thiên giã gọi hắn ra uống rượu mấy ngày nay sự nhẫn nại của trương dương đang bị thử thách hắn không chịu được nói chuyện của tôi lúc nào mới quyết định xong vậy đỗ thiên giã giả hồ đồ nói chuyện gì đó là chuyện tôi đi phong trạch đã báo lên trên rồi chuyện này không thể nào gấp được trương dương nói còn không gấp à tôi đã nói với thường lăng phong cùng tôi đến phong trạch rồi anh đừng lừa tôi nhé nếu như chuyện này đổ bể thì nhất định tôi sẽ thành trò cười cho thiên hạ. Đỗ Thiên dã nói, đừng căng thẳng, đợi mấy ngày nữa xem sao. Trương Dương cục máy, Cha Vi đứng bên cạnh hắn hiếu kỳ hỏi, anh đi phong trạch làm gì? Trương Dương nói, cũng chẳng có việc gì, cấp trên bảo tôi đi phong trạch làm phó thị trường, nhưng việc này cứ lề dề mãi, đến giờ cũng chẳng có rõ ràng gì. Cha Vi nói, phó thị trường à, anh tham quan rồi. Trương Dương cười khổ hạnh nói, còn chưa chắc, việc này càng kéo dài tôi càng không chắc chắn phong trạch là một thành phố cấp huyện nói trắng ra là tôi vẫn chỉ là một cán bộ cấp phó sở chỉ là cái tên nghe hay hơn thôi cha vi nói tôi hỏi giúp anh trương dương nói thôi chuyện bé như con thỏ không cần kinh động đến bộ trưởng cha cha vi nói chúng tôi ăn trắng của anh nhiều như thế này tôi phải biểu thị lòng cảm ơn chứ hà tất phải khách khí vậy trương dương cũng chẳng để ý cha vi và cố dướng dướng dù gì cũng vẫn là học sinh họ thiếu lý niệm chính trị, cũng không hiểu những phức tạp trên quan trường. Vì vậy cha Vi nghĩ chuyện này rất đơn giản, ngay lập tức cô liền gọi điện cho cha. Cha Tấn Nam đồng ý hỏi hộ, nhưng cha Vi rất nóng tính, đòi cha phải gọi điện hỏi ngay. Cha Tấn Nam thương con gái, quả nhiên gọi điện thoại hỏi thật, ông ta trực tiếp gọi điện cho bộ tổ chức tỉnh. Bộ trưởng tổ chức Bình Hải nhận được điện thoại của cha Tấn Nam, rất thận trọng, mặc dù cha Tấn Nam chỉ nói một câu, bảo ông ta quan tâm đến chuyện của Trương Dương, nhưng câu này làm cho các bộ phận cấp dưới nghe thành, đó chính là một mệnh lệnh. Bộ trưởng tổ chức tỉnh ngay lập tức gọi điện đến bộ trưởng tổ chức Giang Thành Từ Biêu. Từ Biêu đang đợi khảo sát Trương Dương, không ngờ Trương Dương lại có thể leo lên được đến trung tổ bộ, phòng một hồi lại vẫn từ trên áp xuống, y lập tức gọi điện thoại cho Đỗ Thiên Giã. Đỗ Thiên Giã nghe nói cha Tấn Nam nói chuyện về Trương Dương, cũng rất ngạc nhiên, sau khi nói chuyện với Từ Biêu, ngay lập tức gọi điện cho Trương Dương trương dương vừa nói xong chuyện đó với cha vi đã quên sạch sành xanh lúc này đang đánh tennis với cha vi nhận được điện thoại của đỗ thiên giã hơi ngạc nhiên nói hôm nay sao thế thành tâm thành ý gọi tôi đi uống rượu vậy sao đỗ thiên giã mắng tiểu tử cậu thật là tử tế vòng một vòng lại bảo bộ trưởng cha áp đặt từ trên xuống được đấy trương dương nhìn cha vi ở đằng sau không ngờ cô nhỏ này lại gọi điện thật hắn cười nói nói thế nào Đỗ Thiên Giã cười, đừng quan tâm nói thế nào, dù sao chẳng ai nói gì nữa rồi, việc này của cậu, bí thư cố ra mặt không thích hợp, tỉnh trưởng Tống cũng không thích hợp, giờ đây bộ trưởng cha là thích hợp nhất rồi, bộ tổ chức tỉnh chẳng nói gì được nữa, ai dám đứng lên phản đối chứ. Trương Dương rất mừng, nói như vậy, thì chuyện của tôi ăn chắc rồi. Đỗ Thiên Giã nói, vốn đã là chuyện chắc chắn, nhưng tôi sợ ảnh hưởng quần chúng, nên muốn kéo dài một chút, giờ đây có bộ trưởng cha ủng hộ, không ai nói gì nữa đâu tiểu tử nhà cậu thật thâm nho việc này mà cũng giấu tôi trương dương nói tôi không giấu anh lần này là gì ấy nhỉ có lòng chồng hoa hoa không ngọc vô tình chồng liếu liếu đâm cây đến khi gặp tôi sẽ nói với anh cụ thể sau đỗ thiên giã nói cậu chuẩn bị chút đi sau khi nghỉ bộ tổ chức sẽ gọi điện đến cho cậu chuẩn bị gì tố chất tôi thế này rồi nói chuyện trên bàn rượu với bộ trưởng bill là được rồi Đỗ Thiên Dã nhắc nhở hắn, chú ý hình tượng của mình đấy, trèo càng cao, ngã càng đau. Yên tâm đi, tôi rất rắn chắc, không đau được đâu. Người gặp chuyện vui đương nhiên sướng, sự vui sướng của Trương Đại qua hiện ngay trên mặt, tất cả mọi người đều nhận ra hắn rất vui. Sau khi ăn cơm trưa, Trương Dương dẫn 20 học sinh này bước trên con đường tới ngọn Thanh Vân, Trương Dương rất quen thuộc với núi Thanh Đài, nhưng với những học sinh này, đây là lần đầu tiên tham gia vào cuộc du lịch mạo hiểm này con chuột trên cây, con thỏ trong lùm cây, thậm chí cả con chim rừng cũng làm bọn họ kinh hãi kêu lên. Leo núi cùng đám học sinh này phải biết nhẫn nại, rất nhiều nơi trong giới tự nhiên làm bọn họ hứng thú, họ vừa đi vừa nhìn, thỉnh thoảng lại lấy máy ảnh ra, chụp này chụp nọ, đi đi rừng rừng, cứ vậy, đến tới nơi đã là hơn 5 giờ chiều. Họ lấy giá vẽ và dụng cũ vẽ ra, chọn vị trí xong, rồi vẽ lại cảnh hoàng hôn trên núi. Đương nhiên cũng có người không vẽ, đó chính là Cha Vi cô cầm máy ảnh chụp mấy bước rồi bắt đầu suy nghĩ về việc cắm trại trương đại quan cũng không phải là một nhân vật nho nhã gì người ta vẽ cũng không tiện làm phiền đứng ở đằng xa nhìn những người bằng tuổi này trương dương cảm thấy mình đã già thật ra hắn ta là người của hai thế giới nên không giống với đám học sinh cha vi gọi hắn trương dương đến giúp một tay dựng lều trương dương thấy cô hơi hứng khởi cười nói nơi hoang vu thế này các cô định dựng lều ở đây thật sao Cha Vi gật đầu. Trương Dương nói, thật là phục đám nhà nghệ thuật tương lai các cô, tôi có một kiến nghị thế này, hay là chúng ta đến tử Hà Quan để mượn chỗ chú chân, hoặc là đến bên cạnh bức tường của phòng đá để dựng trại. Nhớ đâu buổi tối có con gì bò vào trong trại thì phiền rồi. Cha Vi nói, không sao, chúng tôi sẽ đốt lửa, dã thú và côn trùng không dám vào gần lửa đâu. Mấy người học sinh đang vẽ cũng ổ lên phụ họa. Trương Dương nhìn đám học sinh mỹ thuật đầy chủ nghĩa lý tưởng, chỉ đành gật đầu, cắm trại cũng được, nhưng cắm ở chỗ nào thì tôi chọn. chương 355, anh là một con lừa. Trương Dương nói, vất vả gì đâu, vì dân phục vụ thôi mà. Lão đạo sĩ Lý Tín Nghĩa nhìn những lều trại đầy màu sắc trên rỉnh Thanh Vân, giống như phát hiện ra một đại lục mới vậy. Từ lúc Trần Sùng Sơn đến chỗ chiến hữu của tịnh An, đỉnh Thanh Vân đã lâu rồi không náo nhiệt như vậy. Mặc dù Lý Tín Nghĩa là người theo đạo, nhưng ông ta là người không chịu được nhàn nhã, khi ông ta nhìn thấy trương dương bèn bước đến trương dương giúp cha vi cố định lều đứng dậy chào lý tín nghĩa chào đạo trưởng lý lý tín nghĩa nói buổi tối gió to những căn lều nhỏ này liệu có chịu nổi không cha vi nói có thể chứ lý tín nghĩa nói vào đêm rất nhiều dã thú rắn và côn trùng mọi người vào trong tử hà quan đi phiến điện đang để chống đó trương dương biết rằng lão đạo sĩ có ý tốt cười nói người ta muốn theo đuổi cảm giác này đạo trưởng, vẫn phải đến chỗ ông mượn ít đồ, buổi tối ra đây uống vài chén. Lý Tín Nghĩa nói, thiếu gì thì chỉ cần vào trong đạo quan lấy là được. Trời dần tối, đám sinh viên mỹ thuật cũng ngừng vẽ, rất nhiều người trong số chỉ lấy vẽ tranh làm cái cớ, chủ yếu là họ muốn nhân cơ hội này để đi chơi, cho tâm hồn thoải mái. Biểu hiện của Trương Dương giống như một người khách hơn, nhưng giờ đây đã có lão đạo sĩ Lý Tín Nghĩa ở cùng với hắn, hai người nhìn đám học sinh đang dựng lều trại và đốt lửa. Lý Tín Nghĩa không quên nhắc họ dùng đá vây quanh đống lửa, không được để cháy rừng. Gần 2 giờ đồng hồ sau, lều bạt đã hoàn thành xong cả, đám lửa cũng đã đốt xong, nhưng đột nhiên một trận gió to nổi đến, làm cho đám học sinh theo chủ nghĩa lý tưởng, dự định cắm trại đốt lửa trại trên đỉnh Thanh Vong bắt đầu ý thức được hiện thực và mộng ảo vẫn có một khoảng cách khá xa. Cha Vi và Cố Dưỡng Dưỡng, Giang Đạt Dương đều vây lấy đống lửa, hướng gió như trêu họ, họ ngồi ở đây, là khói theo đến đấy, một lúc sau đã nước mắt giàn rụa. Có điều cha Vi vẫn rất phấn khích, chỉ huy mọi người chuẩn bị đồ ăn, chuẩn bị bữa tối. Trương Dương không hứng thú tham gia trại lửa của họ, vào tử hà quan cùng lão đạo sĩ, hắn lấy đồ ăn mang theo ra, lão đạo sĩ đến nhà bếp hầm một nồi thịt thật to, hai người bắt đầu ngồi uống rượu trong phiến điện. Lý Tín Nghĩa nói, tôi thấy trời ngày hôm nay, tối nay nhất định có bão to. Trương Dương nghĩ đến đám học sinh mỹ thuật đang ở ngoài, cười nói, kệ bọn họ, đám thanh niên này đều là những người theo chủ nghĩa lý tưởng, để bọn họ nếm mùi cực khổ cũng là điều nên làm. Lý Tín Nghĩa nói, Lão Trần đã đi tịnh an, đột nhiên ngọn thanh vân này trở lên lặng lẽ. Trương Dương nói, tạm thời ông ấy sẽ không trở về sống nữa đâu, mặc dù sự việc của thôn Chu Tiểu Kiều đã giải quyết, nhưng Chu Hồng Vệ là do ông ấy bắn chết, hơn nữa, ông ấy đã già như vậy, ở một mình trên núi không tiện gì hết. Nếu như xảy ra chuyện gì, thì cũng không có ai chăm sóc. Nói đến đây, hắn nhớ đến Lý Tín Nghĩa, đạo trưởng, ông cũng đã có tuổi, bình thường cũng phải chú ý sức khỏe. Lý Tín Nghĩa nói, tiểu yêu có biết ông là ông của cô ấy không? Lý Tín Nghĩa lắc đầu nói, việc này không dễ nói ra, cậu cũng đừng nói với cô ấy. Ông ta đặt chén rượu xuống, anh trai tôi lo lắng nhất là nha đầu này, tiểu yên rất lương thiện, không giống như những đứa trẻ khác. Trương Dương nói, an ra nhà các ông quả nhiên là xuất thân từ mã phỉ, tiểu tử An Đạt Phan xem ra rất nho nhã, nhưng trong lòng lại tham lam vô độ, ngay cả đám tài sản của người nhà là tiểu yêu cũng định nuốt trọn, thật là không thể chấp nhận được. Lý Tín Nghĩa nói, vì thế, cậu đánh nó trước mặt mọi người, đánh đúng lắm. Trương Dương nói, tôi đã đắc tội với cả nhà An ra rồi, cái tát này đã tát bay cả đầu tư vào du lịch núi Thanh Đài. Lý Tín Nghĩa nói, việc kinh tế tôi không hiểu, nhưng tiểu tử An Đạt Phan thật không tốt, làm sao có thể lừa chính người nhà mình được chứ? Đạo trưởng, ông là thế ngoại cao nhân, những sự việc xấu xảy ra vì đồng tiền trên thế giới này quả thực rất nhiều. Lý tín nghĩa thở dài, đứa trẻ này, mệnh thật khổ. Trương Dương nói, vẫn còn may có ông thương cô ấy. Lý tín nghĩa cười khổ hạnh nói, tôi đâu có sức đổi ngược lại vận mệnh. Trương Dương đột nhiên nhớ đến bức họa trong động. Hắn nói với Lý Tín Nghĩa, tôi rất có hứng thú với bức bích họa của ông ở trong tàng kinh dọc, nếu được, thì tôi muốn đi xem. Lý Tín Nghĩa nói, những gì vẽ ở trên đó là bức vẽ để luyện công, nhưng đáng tiếc đã mất mát quá nhiều, nếu như cậu muốn xem có thể đi xem bất cứ lúc nào. Lúc này bên ngoài bắt đầu mưa, Trương Dương lo lắng đám học sinh xảy ra chuyện, đứng dậy đi ra ngoài xem, thì nhìn thấy lửa đã tắt, Giang Quang Á và mấy học sinh nam nữa đang vội vàng cố định lều bạt. Trương Dương đến trước mặt Giang Quang Á, lớn tiếng nói, vào hết trong tử hà quan ngủ đi thôi, một lúc nữa sẽ có bão lớn đấy lời hắn vừa buông xong, mưa đã rơi ảo ảo. Cha Vi và cố dưỡng dưỡng cũng đã quên cả việc gần gũi với tự nhiên, những ý tưởng lãng mạn lý tưởng trong đầu họ, giờ đây đã bay đi đâu hết, sau khi Trương Dương giúp họ thu dọn đồ, dẫn 20 người học sinh ướt như chuột lột vào trong tử Hà quan. Cha Vi vừa bước vào phiến điện, đã hắt xì hơi mấy cái, Trương Dương nói với cô, mưa trên núi đến nhanh và cũng đi nhanh lắm, hay là đợi mưa tạnh rồi tiếp tục lửa trại? Cha Vi nhìn những vết bùn trên giày mình, lúc này chờ cảm thấy không muốn biện luận với Trương Dương nữa, cô thở dài nói, mệt chết mất, giang quang á ngốc này, đốt đến nửa tiếng đồng hồ, mà nước vẫn chưa sôi, làm cho chúng tôi còn chưa kịp ăn mì. Cũng khó trách sao cha Vi tức giận, những điều lãng mạn kỳ thú trước đó cô ấy nghĩ giờ bị cơn mưa này vùi dập hết, giống như từ trên mây bị rớt xuống cái hố sâu vậy, làm sao cô không chán nản được chứ, cha Vi thấy Trương Dương cười trên nỗi đau người khác. Càng tức hơn, lại còn bảo là anh chọn nơi cắm trại, anh thấy đấy, ngưa cả rồi, anh chọn nơi kiểu gì thế? Trương Dương cười nói, tôi đã khuyên các cô vào trong tử hà quan để nghỉ ngơi rồi, vừa nãy là ai cứ đòi cắm trại ở ngoài vậy. Cha Vi không nói gì nữa, lại hắt xì hơi. Lý Tín Nghĩa sắp xếp cho đám nam sinh vào phiến điện đông để nghỉ, phiến điện tây gọn gàng hơn, dành cho nữ sinh. Họ cũng thu dọn rất nhanh, dựng lều trại vào trong phiến điện, túi ngủ đều có chuẩn bị cả, vì vậy không cần chuẩn bị chăn gối. Cô Dưỡng Dưỡng không phải lần đầu tiên đến tử Hà Quan, cô cũng rất quen với lão đạo sĩ, chủ động tìm đến Lý Tín Nghĩa nói chuyện. Đám học sinh đều đã mệt, đa số người gặm mấy miếng bánh nghỉ, uống mấy ngụm nước rồi đi ngủ. Trương Dương và Lý Tín Nghĩa uống rượu đến một nửa bị họ làm đứt đoạn, sau khi sắp xếp xong cho họ mới uống tiếp. Mặc dù hắn biết phải giữ khoảng cách với cố Dưỡng Dưỡng, nhưng trong lòng rất thương đứa em vợ này, gọi cố Dưỡng Dưỡng và cha Vi đến cùng ăn cơm vốn hắn cũng gọi Giang Quang Á, nhưng Giang Quang Á tối qua uống quá nhiều, người thấy mùi rượu là đã buồn nôn, vì vậy không dám lại gần bàn rượu. Mưa bên ngoài rất lớn, trên nền trời từng vạch xét nhì nhằng, tiếp đó là những tiếng sét chói tai vang lên trong không gian, cha vi và cố dưỡng dưỡng đều trắng bệch hết mặt, đây không phải là bị ngấm nước mưa, là vì họ chưa từng trải qua cảnh này. Mạo hiểm ở một mức độ nhất định làm người ta kích thích, nhưng nếu vượt qua cái mức độ này, thì sẽ làm cho người ta sợ. Cố dưỡng dưỡng nói, may mà không lập trại ở bên ngoài, nếu không thì sợ chết đi được. Lý Tín Nghĩa nói, thật ra trên ngọn thanh vân này khá an toàn, thật sự nguy hiểm là sau núi, có đàn sói. Trương Dương đã trải qua chuyện đó, hắn gật đầu, lần trước tôi đã gặp phải đàn sói, có điều may mà không sao. Cha Vi là một cô gái rất thích mạo hiểm, cô bảo Trương Dương nói lại lần gặp đàn sói lúc đó, Trương Dương miêu tả từng chi tiết một, kể đến tận khi trời sáng, hai cô gái nghe hấp hồn, không hề buồn ngủ. Trương Dương nói, đi ngủ đi thôi, nếu không ngủ thì mai không dậy được đâu. Cha Vi và cố dưỡng dưỡng lúc này mới về phía điện tây nghỉ ngơi, họ mới ngủ không lâu đã nghe thấy tiếng sấm nổ đi đùng liên tiếp. Hai người nằm trong lều, cô nhìn tôi, tôi nhìn cô, trong lòng đều cảm thấy sợ. cố dưỡng dưỡng nói, từ trước đến giờ chưa từng trải qua cơn bão kinh khủng thế này. Cha Vi nói, Trương Dương tay không đối mặt với nhiều sói như vậy, cô nói xem anh ta có bốc phét không. Cố dưỡng dưỡng nói, anh Trương Võ Công cao cường, anh ấy rất lợi hại, ngày đó anh ấy làm chủ nhiệm sinh đẻ kế hoạch ở hương Hắc Sơn Tử, một người đánh với 43 người Hắc Sơn Tử, vẫn còn đủ sức đối phó với đàn sói có là gì. Cha Vi bảo cố dưỡng dưỡng nói một vài chuyện của Trương Dương, hai nhà đầu bắt đầu thì thầm trong lều, cố dưỡng dưỡng say xưa kể về Trương Dương, cha Vi chăm chú nghe, càng cảm thấy trên người Trương Dương đầy màu sắc thần bí. Hai người đang nói chuyện lên đến cao trào, thì ở ngoài lóe lên một vạch chớp, sau đó là tiếng sầm đùng đùng, dường như mặt đất đều rung cả lên theo tiếng sấm. Tất cả mọi người đều bị tiếng sấm này đánh thức, họ chạy ra ngoài hành lang, thì nhìn thấy cây bạch quả hơn 2.000 năm bị sét đánh trúng, tách thành hai nửa, một nửa vẫn còn nguyên, còn nửa kia đang cháy rừng rực. Lý Tín Nghĩa và Trương Dương vội vàng sách nước ra dập lửa. Ngoài trời mưa to, và ngọn lửa cũng không quá lớn, nên đã khống chế được rất nhanh, đám học sinh bị đánh thức cũng dậy giúp đỡ, anh dập tôi đổ, chỉ một lúc sau, ngọn lửa đã tắt rụi. Trương Dương lo lắng bọn họ sẽ ốm đau, bảo bọn họ về đi ngủ. Lúc này mưa đã bé đi rất nhiều, Lý Tín Nghĩa nhìn cây bạch quả bị sét đánh làm đôi đờ người ra, thân cân bị đánh trúng vào giữa, ở chỗ gốc còn lộ ra một cái hang đất nhỏ, đang bốc khói nghi ngút, Lý Tín Nghĩa nói, hơn 2.000 năm rồi, sao đột nhiên lại bị sét đánh trúng cơ chứ? Trương Dương nói, chỉ là trùng hợp thôi, hắn cầm chiếc đèn pin soi vào thân cây, thì phát hiện ra trong cái động đất hình như có đồ gì đó, Lý Tín Nghĩa cũng chú ý đến, di vào phòng lấy quốc gia, đào cái động to ra một chút. Sau khi xảy ra chuyện này, đám học sinh đều không ngủ nổi nữa, ai nấy đều chen chân ra ngoài hành lang nghe ngóng tình hình. Trương Dương đào được từ trong cái động đất một chiếc hộp màu đen xì, rất nặng, bên trên còn có khóa, vì đầy đất cát, nên không biết chiếc hộp làm bằng chất liệu gì. Đám học sinh hiếu kỳ nhìn chiếc hộp, họ vây lấy, nhao nhao đoán xem bí mật của chiếc hộp là gì. Trương Dương cười nói, về ngủ hết đi, thứ này thuộc về tử hà quan, chẳng có quan hệ gì với các bạn cả đâu. Khó khăn lắm mới khuyên được đám học sinh này về ngủ, Trương Dương giúp Lý Tín Nghĩa đưa chiếc hộp vào phòng ông ta. Lý Tín Nghĩa nhìn chiếc hộp dưới ánh sáng đèn dầu, lau đi lấp bùn đất trên mặt hộp, phát hiện ra bên trên còn khắc bùa, Lý Tín Nghĩa nói có lẽ là vật của đạo gia. Trương Dương cũng là một người hết sức tò mò, hắn muốn nghiên cứu cố ý nói, bên trong rốt cuộc có thứ gì. Lý tín nghĩa lật qua lật lại chiếc hộp xem một chập, rồi mỉm cười nói thôi, dù sao cũng chẳng có chìa khóa, muốn xem bên trong có thứ gì, nhất định phải phá hủy chiếc hộp, đã là vật tiền bối truyền lại, tôi không muốn phá hủy nó. Sáng ngày hôm sau, đám học sinh đã dậy từ sớm để vẽ cảnh, vấn đề họ bàn bạc nhiều nhất đương nhiên là chiếc hộp thần bí. Ngay cả cố dưỡng dưỡng và cha vi đều không chịu được đến bên trương dương thám thính tình hình, Trương Dương thật sự không biết ở bên trong có thứ gì, chỉ nói bừa là pháp khí của đạo môn. Sau khi vẽ xong ngọn thanh vân, buổi chiều ngày hôm đó, Trương Dương lại đưa đám học sinh đến Sơn Trang của Ngưu Văn Cường. Ở trong Sơn Trang, dựng lều trại và đốt lửa, thỏa mãn nguyện vọng lửa trại của đám học sinh này. Ngưu Văn Cường không biết đám học sinh này từ đâu đến và có thân phận thế nào, nhưng từ thái độ của Trương Dương có thể đoán ra, đám nhóc này đều là người có bối cảnh sau lưng cả. Gã và Trương Dương mỗi người cần một chén rượu, đứng ở trên thiên đài nhìn ra xa, đám học sinh trong sơn tảng đang vây quanh đám lửa hát hò, Trương Dương cảm thán thấy bọn họ, tôi cảm thấy mình đã già mất rồi. Như Văn Cường nghe thấy câu này, suýt nữa thì nhổ mất rượu trong miệng ra, khó khăn lắm gã mới khống chế được, nuốt ngụm rượu ấy vào, đến trước lò nướng cầm một xiên thịt lên, vừa năm vừa nói, cậu mới bao nhiêu cái tuổi đầu, mà đã than vãn già nua với tôi, tôi còn chưa cảm thấy mình già nữa là. Trương Dương nói, cô bạn gái nhỏ của anh thế nào rồi? Như Văn Cường thở dài nói, chia tay rồi, mẹ kiếp, chỉ biết tiêu tiền của tôi, giống như con tiểu lệ vậy, chán thật, sao tôi chẳng gặp được ai thật lòng đối xử tốt với tôi chứ? Trương Dương cũng làm ra dáng, thái độ của anh với tình yêu có vấn đề, tình cảm không thể nào dùng tiền mua bán được, anh tưởng rằng bỏ tiền ra là có thể đổi được tấm chân tình của người ta sao? Nực cười. Đúng là nực cười. Như Văn Cường hơi buồn bã nói, không nói đến cái này nữa. Cậu giúp tôi sắp xếp một chút, tôi muốn mời bí thư mới lên xa phổ nguyên ăn cơm. Trương Dương cười, lại muốn đi lên trên rồi à. Như Văn Cường nói, tôi chán cái ngành ăn uống này lắm rồi, Xuân Dương cũng chỉ là chỗ lớn thế này thôi, việc làm ăn của tôi có thể tốt đến đâu được chứ. Cả ngày nói rằng khai phá núi Thanh Đài, phải trở thành khu phong cảnh chứ danh toàn quốc, nhưng tôi thấy, phải đến tầm 10 năm 20 năm sau, du lịch mới phát triển được, sơn trang này cũng kinh doanh nhạt nhẽo lắm, nhưng đã muốn làm tiếp ở Xuân Dương, thì cũng phải lập mối quan hệ tốt với lãnh đạo. Trương Dương nói, chẳng phải là nhân mạch của anh ở Xuân Dương rất rộng sao? Còn cần tôi phải đi nối dây cho à? Như Văn Cường nói, ai chẳng biết việc Chu Hằng xuống cấp là do công lao của cậu, nếu không phải là cậu, thì Sa Phổ Nguyên làm sao có cơ hội làm bí thư huyện ủy Xuân Dương được? Trương Dương trao trao mày nói, mẹ kiếp, anh nghe được tin này ở đâu thế đây chẳng phải là đang đổ oan cho tôi sao như văn cường nói cây ngay đâu sợ chết đứng gì ấy nhỉ cậu nói cho tôi rõ ràng xem nào cậu giúp hay không giúp đây trương dương gật đầu cha anh lùi về tuyến hai rồi như văn cường thở dài nói chẳng phải là do bị chu hằng liên lụy hay sao có điều thế này cũng tốt ông đã già rồi cũng nên nhường vị trí cho người trẻ tuổi rồi trương dương nói như văn cường Sưởng nuôi heo anh mua lại làm ăn thế nào. Như Văn Cường nói, này đừng có coi thường nhé, con mắt nhìn của hai cha con quét đạt lượng rất chuẩn đấy, nuôi heo lợi nhuận thật lớn, có điều xưởng thức ăn nuôi heo của họ lợi nhuận còn lớn hơn, tôi nghe nói năm nay lợi nhuận của họ đạt gần đến hơn 20 triệu rồi. Đúng rồi, sở so yên nhiên là bà chủ đứng sau xưởng thức ăn chăn nuôi đúng không? Trương Dương gật đầu. Như Văn Cường nói, hèn chi việc làm ăn tốt đến vậy. Trương Dương nói, anh ấy à, anh chỉ thích quy kết công việc làm ăn về phần quan hệ. Tôi thấy cái xưởng thức ăn chăn nuôi đó là do hai cha con quách đạt lượng khó khăn lắm mới gây dựng được đấy. Thế giới này đâu có việc gì may mắn đến vậy. Giờ đây việc làm ăn của anh đối mặt với trở ngại rồi. Đầu tiên anh phải suy nghĩ đến vấn đề bản thân mình. Từ lúc tôi quen anh, anh chỉ là một ông chủ quán karaoke. Đến giờ đây, anh đã trở thành ông chủ của Kim Khải Việt, ông chủ của Thượng Thanh Hà Sơn Trang, ông chủ của xưởng nuôi heo. Nghe ra thì hình như việc làm ăn ngày càng lớn lên, nhưng thật ra lòng vòng một hồi anh vẫn cứ ở trong cái chốn xuân dương mà thôi thị trường của anh chỉ được một mẫu thế này anh biết anh giống cái gì không như văn cường trước mắt nhìn hắn đợi câu tiếp theo trương dương nói con lừa anh giống một con lừa như văn cường đỏ mặt gã biết rõ rằng trương dương đang chửi gã nhưng người ta chửi đúng con mắt của gã thật sự không chính xác làm nhiều việc như thế này rồi nhưng cuối cùng vẫn ở trong xuân dương chẳng trách tiến triển của gã chậm như vậy nhưng Nghiêu Văn Cường vẫn không phục, cậu mới giống lửa ấy. Trương Dương đang muốn nói gã vài câu, thì Bộ trưởng Tổ chức Từ Biêu gọi điện thoại đến, Từ Biêu và Trương Dương đứng cùng phe với nhau, ông ta đã nhận được thông báo khảo sát Trương Dương ở cấp trên, cũng có nghĩa là việc Trương Dương đảm nhận chư xê vụ phó thị trưởng phong trạch không còn gì trở ngại nữa, sau khi nhận được tin, ông gọi cho Trương Dương ngay. Trương Dương nghe điện thoại, cười rất vui mừng. Nghiêu Văn Cường nghe hắn đang ẩn ừ, không biết tên này gặp được chuyện lớn gì, đến khi hắn cục điện thoại mới nói chúng giải lớn rồi à. Cười như con chó vậy. Trương Dương trừng mắt, tiểu tử nhà anh biết đang nói chuyện với ai không? Nói chuyện với cậu chứ ai? Trương Dương nhìn xung quanh, rồi thấp giọng đắc y nói, người anh em à, nói cho anh một bí mật, nhưng anh phải giữ bí mật đấy. Như Văn Cường vội vàng gật đầu, ngếch tai lên nghe. Trương Dương nói, Bộ trưởng Tổ chức Thị ủy tìm tôi nói chuyện rồi. Như Văn Cường nói, đừng có dở trò, bộ tổ chức tìm cậu là một việc tốt chứ, tốt hơn nhiều so với kỷ ủy tìm cậu. Khôi phục lại chức quan cho cậu rồi. Còn kinh hơn thế nữa cơ. Như Văn Cường chờ đợi, thăng quan rồi à. Trương Dương gật đầu, tổ chức chuẩn bị đưa tôi đi làm phó thị trưởng thành phố Phong Trạch. Như Văn Cường vừa nghe được tin này, còn vui hơn cả Trương Dương, gã cạn chén rượu với Trương Dương, cười lớn nói, hôm nay phải uống mừng mới được cậu đi trước đi tôi sẽ theo sau trương dương chớp mắt mẹ kiếp tôi đi làm việc liên quan gì đến anh chứ như văn cường nói một người hảo hán ba người giúp một mình cậu đi làm sao được tôi không thể yên tâm tôi định đi đến phong trạch mở một quán ăn chuyên cung cấp thức ăn miễn phí cho cậu trương dương cười khổ hạnh vẫn là mở quán ăn à đầu anh không thể có chút sáng tạo nào hơn sao đám học sinh chơi rất vui đến khi lửa sắp tàn họ vây lấy đám lửa nắm tay hát hò nhảy múa. Trương Dương cười hì hì nhìn bọn họ, mặc dù bằng tuổi, nhưng hắn không thể có thái độ như họ được, chẳng lẽ giữa hắn và bọn họ đã có khoảng cách rồi sao? Trương Đại Quan đột nhiên nhớ đến việc hắn từ triều tùy đến đây, có lẽ hắn có khoảng cách với tất cả những người trên thế giới này, khoảng cách này không thể biến mất, mỗi lần nhớ đến chuyện này, Trương Dương lại cảm thấy cô độc. Tiếng nhạc réo rắt vui tai của chiếc đàn dương cầm đã làm đứt dòng suy nghĩ của Trương Dương, cố dưỡng dưỡng cầm đàn dương cầm, từng dòng nhạc tuyệt vời phát ra từ đôi bàn tay cô. Dưới sự cổ vũ của mọi người, Cha Vi bắt đầu biểu diễn nhảy cho mọi người xem. Như Văn Cường và Trương Dương cũng bị nhiễm không khí này, Cha Vi vừa nhảy vừa vẫy tay với họ. Họ cũng đặt rượu xuống hòa nhập vào đám đông, hòa nhập vào niềm vui. Trương Dương đã hoàn thành nhiệm vụ tiếp đãi lần này, đưa đoàn du lịch vẽ cảnh thật của cố dưỡng dưỡng ra đến ga tàu hỏa về Bắc Kinh. Nhìn đoàn tàu hỏa dần đi khỏi tầm mắt của hắn, Trương Dương mới thở phào nhẹ nhõm, trong đầu hắn hiện lên đôi mắt đầy hờn trách của cố dưỡng dưỡng, cô trách hắn sao quá lạnh lùng và xa cách với cô, bên tai hắn dường như còn nghe thấy tiếng cười của cha Vi, lần này vẫn phải cảm ơn cha Vi, nếu không phải là vì cha Tấn Nam hỏi đến, thì chuyện của hắn có lẽ vẫn còn phải kéo một thời gian nữa. Trương Dương đến bãi đỗ xe của ga tàu hỏa, chiếc xe khách đang đợi hắn. Trương Dương lên xe, lái xe rất khách khí hỏi, chủ nhiệm Trương, chúng ta đi đâu đây? Trương Dương nhắm mắt nói, về chính phủ thành phố. Trương Dương về chính phủ thành phố không phải là để đi làm, hắn bảo lái xe cho hắn xuống cửa tiểu khu, sau đó về thu dọn, có lẽ hắn đã không còn được ở Giang Thành bao lâu nữa, mà đã chuẩn bị đến phong trạch rồi. Vừa mới về đến cửa nhà, đã nhận được điện thoại của từ Á Huy, từ Á Huy là con trai của từ Biêu, Trương Dương trước kia giúp cha và em gái anh ta, vì vậy Trương Dương được từ ra coi như ân nhân, từ Á Huy vừa từ nước ngoài về, anh ta mời Trương Dương đến nhà ăn cơm. Trương Dương cười nói: Được, tôi đang chuẩn bị đến nhà anh để thăm bộ trưởng từ kia. Buổi tối hôm đó khi Trương Dương đến nhà Từ ra làm khách, hắn không đem theo gì. Dù sao thì hắn chẳng có xe để lái đi, nếu cầm đồ thì hơi huynh hoang, dễ bị người khác nhìn thấy. Giờ đây đang là thời khắc quan trọng khi hắn sắp trở thành phó thị trưởng thành phố Phong Trạch, hắn không muốn người khác nói ra nói vào. Điều làm Trương Dương không thể ngờ đến là, người mở cửa lại là từ nhã bội, từ lúc từ nhã bội buồn vì Đông Giang, Trương Dương thông qua quan hệ của hắn giới thiệu cô đến đài truyền hình thiên không, từ đó không còn gặp cô ấy nữa, giờ đây gặp lại từ nhã bội, phát hiện thấy từ nhã bội đã bước ra khỏi tổn thương, cô ăn mặc rất đẹp, trên mặt cũng đã hồi phục lại sắc thái trước kia. Trương Dương cười nói, nhã bội à, về rồi cũng không nói với tôi một tiếng, thật sự ngày càng xinh đẹp đấy. Từ nhã bội cười khanh khách, ai cũng bảo anh miệng ngọt, hy vọng những lời anh nói là sự thật. Trương Dương nói, từ trước đến giờ tôi đều nói thật đấy chứ. Từ Á Huy bước đến, thấy Trương Dương đang chuẩn bị đổi giày, nói, đừng đổi nữa. Cởi ra cởi vào rách việc lắm. Trương Dương cũng không thích đổi giày, từ ra rất đơn giản, trên mặt đất là nền gạch, cũng không cần thiết phải cởi giày. Hắn đến trước mặt Từ Á Huy, đấm vào vai Từ Á Huy rồi nói, càng ngày càng chắc ra đấy. Từ Á Huy cười nói, ở trên thuyền chẳng có hoạt động vui chơi gì, tất cả tinh thần đều dùng để rèn luyện thân thể. Trương Dương nói, bộ trưởng từ đâu rồi? Trong nhà bếp vang lên tiếng của Từ Bưu, tôi đang nấu cơm, Tiểu Huy, Nhã bội, các con nói chuyện với Trương Dương trước đi. Trương đại quan rõ ràng là được trọng vọng, bộ trưởng Từ, sao dám để ông làm chứ, có chỗ nào để tôi giúp không? Từ Bưu nói, hai vợ chồng tôi làm là được rồi. Từ Á Huy đưa Trương Dương ngồi xuống chiếc ghế sofa, anh ta đưa một hộp quà cho Trương Dương, tôi mua cho anh đấy, dầu cá biển sâu đấy. Trương Dương nói, thật ngại quá. Từ Nhã Bội cũng cầm hai hộp quà đến, rúi vào lòng Trương Dương, Trương Dương cười nói, giết chết tôi đi còn hơi, tôi đi tay không đến đây đấy. Từ Nhã Bội cười nói, anh đừng cảm ơn tôi, đồ này là của Hải Lam đấy, còn là cái gì thì tôi cũng chẳng biết. Trương Dương thấy cô ấy cười hơi thần bí, trong lòng hơi sợ sợ, chẳng lẽ từ nhã bội đã phát hiện ra hắn có quan hệ ám muội rồi? hắn cất quả đi, sau đó hai vợ chồng từ biu đã bê cơm lên. trương dương vội vàng đứng dậy giúp. từ biu cười nói, cứ ngồi đi, cứ coi như đây là nhà mình, đừng khách sáo. trương dương nói, bộ trưởng từ, tôi cái gì cũng biết, ngoại trừ khách sáo. từ biu cười nói, thế là tốt. mấy người ngồi xuống, từ biu nói, vốn nhã bội nói rằng ra ngoài ăn, nhưng tôi ăn ở ngoài suốt. Cơm canh ở bên ngoài đều ăn ngấy cả rồi, lại cảm thấy cậu chẳng phải là người ngoài gì, đã bảo mời cậu đến ăn cơm từ lâu, nhưng mãi mà không thực hiện được, vì thế quyết định mua thức ăn đến mời cậu ăn. Trương Dương nói, thế này là tốt nhất, tôi cũng rất thích không khí ấm cúng này, làm gì cũng thoải mái hơn. Từ Á Uy lấy ra một chai rượu rót cho cha một nửa chén, rồi rót đầy cho mình và Trương Dương, rồi lại mở một bình rượu vang rót cho mẹ và em gái. Sau khi Từ Bưu bị bệnh ở Đông Giang, ông đã chú ý rất nhiều đến việc uống rượu, ông bê cốc rượu lên, nói, nào, cạn chén vì cuộc xung tụ của chúng ta. Trương Dương cười nói, chúc mừng mọi người đoàn tụ cả nhà. Từ áo huy nói, còn phải chúc mừng chủ nhiệm Trương Thăng trước nữa. Anh ta đã nghe cha nói, Trương Dương sắp được cất nhắc lên làm phó thị trưởng phong trạch. Trương Dương cười rất khiêm tốn, nhưng trong lòng rất đắc ý, hắn khiêm nhường nói, vẫn còn chưa chắc chắn. Từ Bưu cười nói, có gì mà vẫn chưa chắc chắn, tôi đã gọi điện cho cậu rồi, uống xong chén này, sự việc coi như đã chắc chắn. Trương đại quan nghe thấy câu này, uống sạch chén rượu cảm ơn. Gì đó nhỉ, bộ trưởng từ chuẩn bị nói chuyện gì với tôi? Một đám người đều cười rộ lên, Từ Bưu uống hết cốc rượu nhỏ của ông ta, nhìn Trương Dương nói, một cán bộ ưu tú như cậu không cần phải nói chuyện, tôi đã xin chỉ thị của bí thư Đỗ rồi anh ta bảo tôi cùng cậu đi phong trạch, giới thiệu ngôi sao là cậu cho chính phủ thành phố phong trạch. Cảm ơn Bộ trưởng Tư. Từ nhã bội cầm cốc rượu lên nói, Trương Dương, tôi cũng mời anh một chén, trẻ tuổi thế này mà đã làm đến phó thị trường, có lẽ cả nước mình cũng không nhiều. Trương Dương cũng ly với cô ấy rồi nói, nói là phó thị trường, thật ra chỉ là một phó huyện trưởng thôi, chỉ là nghe ra thì hay hơn một chút, hơn nữa, phó thị trường như tôi không vào nổi thường ủy đâu, trong danh sách phó thị trưởng cũng là cuối cùng. Từ áo huy nói, không thể nào tham lam quá, anh mới 22 tuổi mà. Trương Dương cười nói, tôi đi học muộn, khi vào hộ khẩu đã bị thiếu mất 3 tuổi, thật ra là 25 rồi. Từ nhã bội ngạc nhiên, nếu như anh 25 tuổi, thì chẳng phải tôi nên gọi anh là anh xưng em rồi sao? Trương Dương cười nói, gọi tôi là anh đâu có gây thiệt hại gì cho cô. Hắn nói là sự thật tính từ lúc chiều tùy có lẽ từ nhã bội phải gọi hắn là ông rồi trương dương sau khi được mọi người chúc tụng đầu óc đã dần tỉnh táo lại từ trong sự vui mừng trước mặt từ biu không thể quá đắc ý hắn nói với từ biu bộ trưởng từ nói thật lòng giờ đây tôi thấy hơi sợ sợ trước đó tôi chỉ quản một bộ phận quản một việc giờ đây đột nhiên bảo tôi phải quản nhiều việc thế này tôi sợ mình không làm được từ biu nói có gì mà phải lo chứ làm quan cũng chỉ là ba loại thôi một loại là làm việc cho nhân dân, một loại là suy tính mình làm sao leo lên cao được, còn một loại là sống ngày nào hay ngày ấy, cậu không làm quan thì phải sống ngày nào hay ngày ấy rồi. Từ nhã bội kháng nghị, cha à, cha là bộ trưởng tổ chức đó, những lời tiêu cục như thế này cha không nên nói mới phải. Từ bưu cười nói, cha chỉ là nói thật thôi, không nói là Trương Dương sẽ sống ngày nào biết ngày ấy. Với cái tính cách của cậu ta, cha bảo cậu ta sống như vậy cậu ta cũng không làm đâu mấy người lại cười rộ lên trương dương nói thật ra lần này tôi đã khiêm nhường lắm rồi bộ trưởng từ có phát hiện ra không từ biu nhìn trương dương từ đầu đến chân lắc đầu khiêm nhường còn lâu trương dương nói bộ trưởng từ tôi không hiểu biết nhiều lắm về tình hình phong trạch gần đây mới xem một vài tư liệu của phong trạch từ biu nói cậu hỏi đúng người rồi đấy trước khi trở thành thành phố cấp huyện tôi đã làm huyện trưởng phong trạch bí thư chính pháp ủy phong trạch mà nơi sản xuất lương thực lớn của Giang Thành, nông nghiệp rất phát triển, đồng bằng nhiều, phong trạch có số lượng hồ ao nguồn nước đúng thứ hai Bình Hải, tương thông với Thanh Giang, vì vậy tài nguyên cá khá phong phú. Trương Dương cười nói, những điều này tôi đã biết cả rồi, đó là vựa lúa, là nơi tốt. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 355